chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện chương 141, Hồng Tuyết Điên, nguyên bản tưởng anh nghe mọi người giảng Hồng Tuyết rời nhà trốn đi, nàng còn không tin lắm. Hiện tại nghe lần này lời nói, nàng cái này tâm tượng là cho đau đâm, đến cùng là trên người nàng đến rơi xuống thịt, nàng vì nàng cổng nồi, cho tầng bản núi hận thành như thế, nàng cũng không oán không hối, nhưng nghe xong nữ nhi nói như vậy, nàng cái này trái tim băng giá, ta liền xem như nuôi một con chó, cũng biết niệm gia, ngươi. Ngươi vật này, ta nuôi không ngươi nhiều năm như vậy sao? Ngươi muốn lăn, liền cút cho ta. Chết xa một chút, chết đói, chết cống, đều không cần trở lại cho ta tưởng anh vừa tức vừa khổ sở chỉ vào mũi của nàng liền bắt đầu chửi ầm lên tần đại lực một cái ôm lấy tưởng anh mẹ không muốn mắng muội muội không muốn mắng muội muội có lẽ là bệnh đi bệnh rồi tưởng anh nhìn trước mắt hồng tuyết cảm giác là không đúng lắm nàng cái này tim siết chặt phút chốc nhanh chân liền hướng tần lão thái phòng chạy nàng vừa mới chuẩn bị đi tần lão tam nhà ăn cơm tưởng anh đột nhiên chạy đến kinh nàng một chút, ngươi làm gì? Tưởng anh, tưởng anh nhìn xem tần lão thái, mẹ, ngươi đi xem một chút hồng tuyết, ta cảm giác nàng không đúng, nàng có phải là quỷ nhập vào người, nếu không làm sao lại không hiểu thấu muốn rời nhà trốn đi, tìm cái gì có tiền mẹ, có tiền cha. Tần lão thái nhìn xem tưởng anh, đến cùng là nàng sinh, nàng làm sao đều muốn đau lòng một chút, nàng theo tưởng anh đi buồn trong, vừa vào nhà đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi thối xem xét bên cạnh thùng nước tiểu, bản núi, ngươi cái này đồ ngốc, ngươi sao có thể để nha đầu phòng bên trong cứt đái, cái này thúi chết người, ngươi là cố tình muốn đem hồng tuyết dưỡng thành tên điên sao, tầng bản núi phản phất giống như không nghe thấy, tưởng anh lập tức đem thùng nước tiểu sách ra ngoài xử lý, tầng lão thái tới gần tầng hồng tuyết, nàng liền thét lên, thậm chí cầm đồ vật nện người, một mực trống gào thét, ta muốn rời khỏi cái nhà này. Ta không thuộc về nơi này ta muốn tìm người có tiền ba ba hắn có xe con còn có váy công chúa còn có đẹp mắt kẹp tóc ha ha tầng bản núi nguyên bản không có để ở trong lòng phút chốc lấy bên trong tiếng cười ăn cơm tay cứng một chút lập tức đứng dậy tần lão thái cũng có chút hoảng cái này thật tốt nha đầu nếu là thật điên kia nhưng làm sao bây giờ nhanh ngươi đi tìm vương bà bà tới nhìn một cái mẹ vương bà bà kia cũng là gạt người. Ai không biết, trước kia còn nói nhà chúng ta phải xui xẻo, kết quả đây. Vẫn là đi trước bác sĩ vương nơi đó xem một chút đi, tầng bản núi cơm cũng không ăn, mặc quần áo, liền phải lưng nữ nhi đi xem bác sĩ. Bên này Cao Tố Lan cùng hứa Tú Trân nghe được động tĩnh đi tới, thế nào à nha? Hồng tuyết nơi nào không thoải mái? Muốn đi nhìn bác sĩ, tần lão thái lập tức trừng một chút Cao Tố Lan, nhỏ giọng một chút tôm nữ muốn thật điên truyền ra ngoài đây không phải là mạch mo đều mất hết hứa tú trân nhìn ra không thích hợp lập tức hỗ trợ đem tầng hồng tuyết đỡ đến tầng bản núi trên lưng còn cầm chăn mỏng cho nàng đắp lên tầng hồng tuyết một mực cãi nhau hứa tú trân phút chốc nghĩ đến cái gì lập tức xuất ra một viên đường nhét trong miệng của nàng nàng lúc này mới không có ầm ỉ, tưởng anh đã khóc không ngừng bôi nước mắt hứa tú trân lập tức trấn an nàng không có chuyện trước đừng có đoán mò, nhìn xem bác sĩ vương nơi đó có thể nhìn không, không thể nhìn, chúng ta đi trong thành, nhất trạch ba ba không phải bệnh viện sao, nhất định sẽ có biện pháp, có thể trị, đừng nghĩ trước khó như vậy, từng cao tố lan cũng an ủi, bữa cơm tối này cũng không có cái gì tâm tình ăn, tần lão thái một mực vỗ đùi, tác nghiệp a, ta nhìn nàng chính là tác nghiệp, hồng tuyết dạng này, còn không phải là bởi vì cái kia trần lan cái kia trần lan nhi tìm có tiền ba ba cái này đem nàng cho dạy hư cho nên giáo bằng hữu phải cẩn thận có nghe hay không điềm điềm mật mật cao tố lan thật là sợ hãi điềm điềm mật mật cũng có tâm tư như vậy cũng không phải người đều có mệnh sinh ở nhà ai kia là mạng của mình tần lão thái mỏi mệt đứng dậy đi đến phòng đi mẹ ăn cơm trước đi đồ ăn đều lạnh ta ăn không vô các ngươi ăn đi tần lão thái nào có cái gì tâm tình ăn cơm tần hồng tuyết cũng là cháu gái của mình hiện tại xảy ra chuyện làm sao có thể một điểm cảm giác đều không có cẩm nhi tại nhà mới bên này căn bản không biết chuyện gì xảy ra thấy hứa tú trân trở về than thở ma ma làm sao đâu hứa tú trân nhìn xem cẩm nhi cũng không biết có thể nói cái gì tần bản bình hắn giọng một cái vậy liền ăn cơm đi sau bữa cơm chiều không bao lâu tầng bản núi cổng tầng hồng tuyết trở về, hứa tú trân bận biệu để sách trong tay xuống bản, bước nhanh đi hướng phòng ở cũ, đại tẩu, thế nào, tưởng anh con mắt đều có chút sưng, xem ra tình huống phi thường không tốt, vào phòng, tưởng anh lúc này mới lau lau nước mắt nói, mở một chút thuốc, nói khả năng không có cái gì tốt hiệu quả. Nếu như thực sự không được, thật muốn đi trong thành nhìn xem, được. Vậy ta cho ta ca bọn hắn nói, chúng ta liền thu xếp một ngày đi trong thành nhìn. Trình mẹ nó số điện thoại, ta cũng có, đến lúc đó ta liền liên hệ nhìn xem, tranh thủ tìm thầy thuốc giỏi nhất, tưởng anh nhìn xem hứa tú trân toàn cảnh là cảm động, tú trân, cảm ơn ngươi, tạ ơn. Cao Tố Lan từ trong túi móc ra một xấp tiền, ta cũng không có cái gì quan hệ, cái này cầm trước đi. Đi trong thành khắp nơi đều muốn dùng thuốc, còn có tiền thuốc men, tưởng anh nhìn xem nàng đưa tới tiền, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, căn bản không có nghĩ đến. Cao Tố Lan sẽ lấy tiền ra tới cấp cho nàng. Toàn gia đến thời điểm mấu chốt nhất, vẫn là giúp đỡ cho nhau. Thua thiệt nàng trước kia nhỏ nhen như vậy, sau đo cái này, so đo cái kia, thời khắc mấu chốt vẫn là người một nhà đáng tin cậy. Tưởng Anh lau lau nước mắt, thật sâu không người chào, cảm ơn, cảm ơn các ngươi, tạ ơn. Cao Tố Lan cùng Hứa Tú Trân lập tức đem nàng kéo lên, đây là làm cái gì? chúng ta đều là người một nhà không giúp đỡ cho nhau chẳng lẽ lặng lẽ bên cạnh không có chuyện đều sẽ đi qua ừm ta cũng tin ta cũng tin cẩm nhi len lén đi nhìn mấy lần mới biết được nguyên lai nàng điên cũng không tính là điên rồi đi chấp niệm quá sâu nàng nghe trình nhất trạch nói qua người tính cách đều đều có khác biệt sẽ có khác biệt có người sinh ra mẫn cảm có người sinh ra bi thương có người sinh ra liền đại điều bản thân chữa trị năng lực cực mạnh, mà Tần Hồng Tuyết điển hình thuộc về, rất dễ dàng bản thân trói buộc người. Nàng một lòng nghĩ thoát khỏi cái nhà này, nghĩ đến giàu có sinh hoạt, đặc biệt là Trần Lan Nhi thành công, cho nàng có ảnh hưởng rất lớn. Lại thêm Trần Lan Nhi trước đó cùng nàng chơi đến tốt, nhất định cho nàng tẩy não vô số, bởi vậy có thể suy đoán ra, Trần Lan bên trên đời nhất định là một cái trung niên nữ nhân, loại kia tinh thông tính toán nhìn thấu nhân tình thế sự, từ cho là mình có thể nắm giữ hết thảy, lại không biết được, ai cũng là cho vận mệnh nắm giữ. Cẩm nhi đi đến tầng hồng tuyết bên người, vì cái gì liền không thể thỏa mãn hiện trạng, ngươi có biết hay không hiện trạng của ngươi, cũng là người khác hâm mộ, những cái kia không cha không mẹ, bị người vứt cô nhi, trôi qua so ngươi thảm gấp trăm lần, chí ít ngươi có cha, có mẹ, có ca ca, áo cơm không lo. Chương 142, đi trong thành nhìn bác sĩ, Tần Hồng Tuyết căn bản nghe không vô cẩm nhi, nhìn xem nàng, ôm chặt thân thể của mình, một mực lãi nhãi, váy công chúa, xe con. Công việc tốt, tốt đối tượng, nghe những lời này, cẩm nhi liền chắc chắn nhất định là Trần Lan Nhi giáo, nàng chẳng qua mới 8 tuổi không đến, làm sao lại nghĩ đến cái gì công việc tốt, cái gì tốt đối tượng, thật sự là tai họa di ngàn năm, tưởng anh tiến đến. Thấy Cẩm Nhi ở bên trong, lập tức đem nàng kéo đến bên cạnh, cẩn thận nàng đợi một lát làm bị thương ngươi, trong này có mùi vị, đi ra ngoài chơi đi, cẩm nhi, cẩm nhi ngửa đầu nhìn xem tưởng anh, con mắt của nàng vẫn là hồng hồng, đến cùng là trên người mình đến rơi xuống một miếng thịt, nhìn ra được nàng rất khó chịu, nàng nhìn xem tưởng anh, đại bá mẫu, ngươi tin không? Người tốt sẽ có hảo báo, tưởng anh nghe tiếng, đắng chát cười, người tốt sẽ có hảo báo ta tính người tốt lành gì nàng làm bực mình sự tình cũng không ít chính nàng đều cảm thấy đáng xấu hổ nhằm vào cẩm nhi một cái hài tử vô tội làm nhiều như vậy chuyện sai lầm cẩm nhi gặp nàng lại tại lau nước mắt nghĩ đến trải qua những chuyện này nàng là thật nhìn thấu cũng minh bạch đi làm người muốn bằng phẳng đồng thời còn rộng rãi hơn ý chí tần hồng tuyết đem bác sĩ vương kê đơn thuốc cho ăn xong tưởng anh đồng thời theo nàng trong sân ngồi mặc dù như thế Tần Hồng Tuyết bệnh tình vẫn là không có đạt được chuyển biến tốt đẹp. Tần Lão Thái làm chủ đưa đến trong thành đi trị liệu, gặp bác sĩ nói thế nào, nếu như rất nhỏ, có thể trị liền trị. Tần bản núi quyết định chắc chắn là muốn từ bỏ, hắn nghĩ đến lớn không được nuôi nàng cả một đời. Thế nhưng là Tần Lão Thái không nguyện ý, không nói đến chúng ta lão Tần nhà mặt liền nói đứa nhỏ này một đời, ngươi cũng không thể chậm trễ a à. chuyện này cứ như vậy định, Tần Bản Bình cũng tán đồng nói, vừa vặn mấy người chúng ta, đều muốn đi trong thành tìm việc, vừa vặn, đúng, vạn nhất trong thành bác sĩ nhìn hai hồi, liền tốt. Tần Bản Lương cũng hát đệm, Tần Bản Núi không nghĩ trị, một là bởi vì hồng tuyết tổn thương hắn tâm, hai là bởi vì tình hình kinh tế căng thẳng, hắn không muốn bởi vì một cái tầng hồng tuyết. Đem lão tần nhà vừa mới quá tốt thời gian cho trà đạp. Cho nên hắn nghĩ từ bỏ hắn từ bỏ tưởng anh cũng không dám mở miệng nhưng trong lòng là khó chịu tần lão thái làm âm thanh trong mắt của nàng rõ ràng nhìn thấy hy vọng nhìn xem tần bản núi toàn cảnh là khẩn cầu tần lão thái thấy tần bản núi còn không nói lời nào vỗ mặt bàn chuyện này cứ như vậy định đi ngày mai liền xuất phát bản bình cùng tú trân đi cùng thành vừa đến thời khắc mấu chốt người một nhà vẫn là đồng tâm hiệp lực tưởng anh nhìn xem tần lão thái toàn cảnh là cảm kích mẹ tạ ơn ngài tần lão thái nhìn xem mấy ngày nay lấy nước mắt rửa mặt tưởng anh không đành lòng nhưng vẫn là thừa cơ giáo dục nàng một cái người đang làm trời đang nhìn ngươi bình thường tắt hạ nhiệt cái này không toàn bộ báo trở về nàng kiểu nói này tưởng anh khóc đến càng là lợi hại trong lòng càng là hối hận cũng cảm giác thật chính là mình tắt hạ nhiệt toàn báo ứng tại tần hồng tuyết trên thân nàng cái này trong đầu khó chịu a à phi thường khó chịu bởi vì tần bản bình cùng hứa tú trân cặp vợ chồng muốn đi trong thành cho nên ngay tại trong nhà giao phó sự tình hứa tú trân nhiều lần giao phó lập minh ngươi thật tốt chiếu cố đệ đệ muội muội có nghe hay không đồ ăn ngay tại nhị thúc nhà ăn chớ tự mình chơi đùa lung tung mẹ ngài yên tâm đi ta sẽ chiếu cố tốt muội muội từng cẩm nhi nhìn xem hứa tú trân lôi kéo góc áo của nàng mẹ ừm. Hứa tú trân toàn cảnh là nghi hoặc, tiểu nha đầu đây là có chuyện muốn nói, cẩm nhi nghĩ nửa ngày, ta muốn cùng các ngươi cùng đi, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức, ta sẽ ngoan ngoãn, ta cũng muốn đi. Tần lập huy lập tức bu lại, tần lập minh lập tức trừng mắt tần lập huy, lập huy, ngươi đến liền sẽ cho ma ma thêm phiền phức, ta đi chiếu cố muội muội, làm sao lại thêm phiền phức, hứa tú trân nghĩ nghĩ, lập huy không đi, Ngươi ở nhà viết bài tập của ngươi, đem ta mua cho ngươi đề đều viết. Cẩm Nhi cùng chúng ta đi, chúng ta mời người hỗ trợ, khẳng định phải mang một cái người quen a. À. Trình gia rất thích Cẩm Nhi, huống chi còn có Trình Nhất Trạch cái này một mối liên hệ tại. Lúc đầu nàng nghĩ đến, muốn làm sao ra mặt dày đi tìm Trình gia, có Cẩm Nhi, ngược lại là dễ dàng hơn một chút. Tần Lập Huy không vui vẻ nhìn xem Hứa Tú Trân, "Mẹ, ta một ngày đều có thể viết xong." ta thật có thể chiếu cố tốt muội muội ngươi tin tưởng ta hứa tú trân nhẹ nguyết hắn một cái vỗ vỗ đầu của hắn ăn cơm tần lập huy khổ sở nhìn xem cẩm nhi em gái cẩm nhi không nói lời nào nàng đều là mặt dạng mày dày đi trong thành nhìn trình nhất trạch nàng nơi nào còn có thể đem ca ca mang đến quá khó tần lập huy tự biết vô vọng ăn cơm đều không muốn ăn chút nào vô tin đã thải ban đêm toàn gia thật sớm liền nghỉ ngơi sáng ngày thứ hai vừa năm điểm toàn gia liền thức dậy tần hồng tuyết sinh bệnh sự tình tạm thời không có ra bên ngoài truyền hiện tại lão tần nhà thế nhưng là người trong thôn người ao ước gia đình thời gian trôi qua tốt ra cái này việc sự tình muốn truyền đi không được trở thành toàn thôn trò cười tần lão thái đi trong thành làm theo công về sau càng phát để ý những cái này mặt mũi vấn đề cũng không nghĩ trong thôn người suốt ngày nghị luận nhà nàng chút chuyện này ngồi tại bớt bên trên, cẩm nhi mí mắt còn rủ cục lấy, tại hứa tú trân trong ngực lại ngủ, đến trong thành thời điểm, trời liền sáng, đại cửu sớm tại nhà ga chờ lấy, lúc này xe trực tiếp lái đi bệnh viện, xuống xe, cẩm nhi liền nhìn trình nhất trạch, nàng toàn cảnh là mừng rỡ, nhất trạch ca ca, trình nhất trạch tiến lên vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, còn tốt đến đúng lúc, tiếp qua hai ngày, ta vừa muốn đi ra, đi đâu? Đi tham gia một cái y học tranh tài, nửa tháng dáng vẻ, cẩm nhi nhìn xem trình nhất trạch đã bắt đầu đi hướng giấc mộng của mình, hắn mừng thay cho nàng. các đại nhân mang tầng hồng tuyết đi xem bác sĩ, cẩm nhi liền cùng trình nhất trạch ở bên ngoài chơi. giang tiểu ngũ, ngươi vẫn là theo nghề thuốc, không hối hận a? À? ừm, không hối hận, đây cũng là ta thành thạo một nghề, ta muốn khai phát càng nhiều thuốc ra tới, phúc lợi nhi đồng, đặc biệt là ngươi dạng này tiểu nhi đồng. Trình Nhất Trạch cưng chiều cho nàng một cái bánh nướng, hoa. Cái này thơm quá, thịt bò mùi vị, cái kia có thể không thơm. Cẩm Nhi gặm một cái, một mặt thỏa mãn, đầy mặt hồ nghi nhìn xem Trình Nhất Trạch, ta nghĩ đến đời trước liền đủ vất vả, ta coi là đời này, ngươi sẽ chỉ muốn làm cá ướp muối, muốn làm cá ướp muối chính là ngươi, không phải ta. Trình Nhất Trạch tránh đi Cẩm Nhi ánh mắt, nhìn xem xanh thẳm thiên không. Cẩm Nhi cười cười, không nói chuyện, thỏa mãn gặm trong tay bánh nướng, thật thơm quá a, à. sốt giòn sốt giòn, dầu chiên ra tới, mà lại tầng tầng đều là thịt, nàng gặm một nửa, chỉnh lý giấy dầu, muốn tiếp tục gặm thời điểm, bỗng nhiên có người tới một cái đoạt trong tay nàng thịt bò bánh nướng, người kia đoạt liền dồn vào trong miệng, cẩm nhi lúc đầu rất tức giận, nhưng xem xét đối phương là tên ăn mày, nghĩ đến khẳng định đói vài ngày, nàng lau lau miệng, sờ lấy trong túi tiền quay người cửa hàng bánh bao mua mấy cái bánh bao, chương 143, tên ăn mày Trần Lan Nhi, Cẩm Nhi mua xong bánh bao, tên ăn mày kia đã đem bánh nướng ăn xong, hiển nhiên còn chưa đủ, còn tại liếm ngón tay, tựa như là nữ hài, hơn nữa thoạt nhìn cùng nàng không chênh lệch nhiều, thật đáng thương, nàng biết tại cái này trọng nam khinh nữ thời đại, rất nhiều nữ hài bị ném vứt bỏ, bởi vì nuôi các nàng phải tốn rất nhiều tiền, mà lại về sau gả cho người, còn phải lấy lại đồ cưới đối với trong nhà túng của người tới nói thật là một lớn gánh vác cho nên đều sẽ vứt bỏ ném đến xa xa để các nàng tìm không thấy nhà sau đó liền thành tên ăn mày cẩm nhi trước khi đi đem bánh bao đưa cho nàng a à, cho ngươi tiểu ăn mày xuyên được phi thường đơn bạc tựa như là có chút lạnh thân thể đang phát run trình nhất trạch gặp nàng không thu hắn giọng một cái nàng có lẽ không cần cẩm nhi a à một tiếng xoay người chuẩn bị đem bánh bao đút cho nàng thời điểm tên ăn mày kia phút chốc đẩy ra nàng nhanh chân liền chạy cẩm nhi một mặt không hiểu cầu xin một hơi chạy thật xa thật xa mãi cho đến xác định cẩm nhi không có đuổi tới nàng lúc này mới thở dài một hơi che lấy đói khó nhịn bụng làm sao bây giờ nàng phải làm sao kém chút liền cho tần cẩm nhi nhận ra nếu như là cho nàng thấy là nàng mặt của nàng hướng nơi nào đặt thế nhưng là nàng không lấy tên ăn mày thân phận làm sao lừa quá người nhà kia, vạn nhất người nhà kia lại tìm đến nàng, ngẫm lại nàng liền rung mình, toàn thân phát run hiện tại nàng có thế đi đâu, có thể làm sao? Trần Lan Nhi trong đầu trống rỗng, càng là tuyệt vọng. nàng coi là cuộc đời của nàng như vậy thay đổi, lại không muốn là ác mộng bắt đầu. nghĩ đến cái kia hèn mọn dưỡng phụ, nàng liền không rét mà run. về Trần gia sao? đúng vậy a, à. bọn hắn liền nàng một đứa con gái, nàng nếu là trở về bọn hắn sẽ còn thật tốt thương nàng. Thế nhưng là nàng muốn làm sao về, bíp bíp, tiếng kèn xe hơi phút chốc vang lên, Trần Lan Nhi hoảng sợ ngoái nhìn, nhìn thoáng qua, nhanh chân liền chạy, chạy nhanh vô cùng, lại thêm nàng bản thân không có ăn thứ gì, đói khó nhịn, một cái lão đảo trực tiếp té ngã trên đất, quay đầu xem xét, nguyên lai không phải dưỡng phụ, dưỡng mẫu, nàng lúc này mới buông lỏng một hơi, vô lực nằm rạp trên mặt đất, hối hận nước mắt ba ba chảy xuống. Nàng quá ngây thơ, ngây thơ tới cực điểm, đời này nàng quả thực trôi qua hỏng bét cực độ. Nàng vẫn là phải lưu tại Trần gia thôn, chí ít phụ mẫu là thân sinh, sẽ không ngược đãi nàng, càng sẽ không ức hiếp nàng, để nàng sống không bằng chết. Trình Nhất trạch nhìn thoáng qua tên ăn mày kia, lôi kéo Cẩm Nhi tay, có khác cái gì đồng tình tâm, các nàng cũng không nhất định sẽ cảm kích, ta dẫn ngươi đi chơi một vòng. Tốt, Cẩm Nhi coi là muốn trong thành ở vài ngày dù sao cái gì báo cáo một đống muốn chờ thời gian khả năng cầm tới kết quả cùng ngày liền ra kết quả triệu chứng không nghiêm trọng mở một chút thuốc trở về điều dưỡng có lẽ có cơ hội tốt dù sao niên kỹ còn nhỏ chẳng qua cũng nhìn tạo hóa của mình lời nói này phải lăn mô hình cái nào cũng được tưởng anh cái này tâm vẫn như cũ là bất ổn chẳng qua khẳng định một điểm đó chính là thuốc có thể muốn ăn thật lâu phải tốn rất nhiều tiền tần bản núi không quá nghĩ chữa trị cho nàng xuống dưới, tưởng anh khóc đến cái kia gọi tan nát cõi lòng, bản núi, ngươi cho hồng tuyết một hy vọng, có được hay không? Chúng ta ăn một tháng nhìn xem, có hiệu quả liền tiếp tục ăn, không có hiệu quả, tần bản núi buồn bực ngồi tại cửa bệnh viện, không ngừng hút thuốc, trên mặt tất cả đều là vẻ u sầu, trong vòng một đêm, đại bá giống như thương già hơn rất nhiều, cái này đầu xuân về sau, việc vẫn không có tìm tới, hiện tại nữ nhi lại như thế lớn chi tiêu, kia tiền thuốc, có thể chống đỡ nửa năm tiền sinh hoạt, mượn lão nhị nhà, lại mượn lão tam nhà, đây là muốn đem toàn bộ lão tầng nhà cho móc sạch cảm giác, cho nên tầng bản núi rất là khó chịu, muốn từ bỏ, hứa tú trân không nói gì, cũng không nghĩ tới bệnh tình nghiêm trọng như vậy, lúc trở về, trình nhất trạch lại nhét một cái tiền cho nàng, cầm. Nhà ngươi phát sinh chuyện lớn như vậy, thiếu tiền. Chẳng qua tiền này ngươi không muốn lấy ra dùng, chính ngươi dùng, phải thật tốt chiếu cố chính mình, Cẩm Nhi nâng lên má buộc tử, gian tiểu ngủ, ta không thiếu tiền. Ta còn có một trăm khối hồng bao, một trăm khối hồng bao có thể làm cái cái gì? Những dược vật kia rất đắt rất đắt, mà lại muốn trường kỳ ăn, ngươi xác định các ngươi lão tầng nhà bị được, ta đây là vì ngươi nghĩ, trình nhất trạch cho Cẩm Nhi phân tích, nàng đối thời đại này hiểu rõ căn bản không đủ cẩm nhi nhìn xem trình nhất trạch gian tiểu ngũ tiền của ngươi vẫn là giữ đi ngươi kiếm lại nhiều đó cũng là ngươi ngươi không phải muốn đi kinh đô hỗn sao về sau tại kinh đô mua nhà a cưới vợ a đều muốn dùng tiền ta thật không thiếu tiền cha mẹ ta làm gì cũng sẽ không đói ta một miếng cơm trình nhất trạch tức giận trừng mắt cẩm nhi ngươi là người tần gia về sau liền cùng ta không phải huynh đệ rồi không phải thân nhân rồi. Cho nên ngươi cùng ta khách khí lên, Cẩm Nhi, ở đây chỉ có chúng ta biết lẫn nhau bí mật, chúng ta mới thật sự là thân nhân, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Ngươi trôi qua bất ổn, ta làm sao an tâm? Tiền này, ngươi cho ta nhất định phải cầm. Giang Tiểu Ngũ, Cẩm Nhi nhìn xem Trình Nhất Trạch, biết hắn bây giờ có thể nhịn lớn, kiếm không ít tiền, thế nhưng là nàng thật không muốn tiền của hắn, thiếu hắn đủ nhiều lại thiếu đi, nàng trả lại như thế nào? Trình Nhất Trạch thấy Cẩm Nhi không thu, kiên quyết tiền nhét trong túi tiền của nàng, nâng lên thật lớn một đống, đặc biệt dễ thấy. Cẩm Nhi sinh khí nhìn hắn chầm chầm, ngươi là muốn ta cho người ta ăn cướp đi? Vậy ngươi cho nhận lấy a? À? Trình Nhất Trạch không kiên nhẫn nhấn mạnh, không thu, chính là không thu. Ta cũng có năng lực nuôi sống mình. Nói xong, Cẩm Nhi quay đầu liền chạy trình nhất trạch thấy đại nhân ở nơi đó lại không tốt đuổi theo cho đại nhân muốn nhìn thấy hắn cầm nhiều tiền như vậy cho cẩm nhi không được dọa sợ cho nên hắn đành phải thôi nàng cùng hắn thách khí để hắn luôn có một loại quan hệ của hắn và nàng không trở về được trước kia ảo giác trình nhất trạch cô đơn xoay người toàn thân vô cùng bẩn cực kỳ nghèo túng trần lan nhi xâm nhập tầm mắt của hắn ánh mắt của hắn lạnh lẽo đây là vừa mới đoạt cẩm nhi bánh nướng tên ăn mày thế mà là Trần Lan, cặp mắt của hắn nhắm lại, Trần Lan đây, nhờ có ngươi nhớ kỹ ta, nhất trạch ca ca. Ngươi mau cứu ta, Trần Lan Nhi lúc này khóc quỳ ở trước mặt của hắn, bọn hắn đánh ta, bọn hắn ngược đãi ta. Còn, còn để ta cởi ít áo, trình nhất trạch hai mắt có chút trừng lớn, hắn đến cùng là 16 tuổi thiếu niên, hắn khẳng định là hiểu, trong tương lai thế giới, hắn cũng đã được nghe nói loại này rất nhiều người có không tốt đam mê, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi, trình nhất trạch không thích nàng, trong mắt của nàng càng không có cái tuổi này vốn có đơn thuần, ngược lại lộ ra một loại khôn khéo, tính toán, dù cho hiện tại chán nản như vậy, nhìn ánh mắt của hắn, cũng đang tính mà tính toán, cho nên hắn không thích nàng, Trần Lan Nhi nhào tới, nhất trạch ca ca, ngươi làm ca ca ta có được hay không, ý tứ rất rõ ràng, để bọn hắn nhà thu dưỡng nàng. Nàng hiểu qua. Trình Nhất Trạch là thiên tử kiêu tử, cha hắn là bệnh viện bác sĩ, mẹ hắn là giáo sư, gia đình giàu có, điều kiện phi thường tốt. Nếu như có thế bị nhà bọn hắn thu dưỡng chương 144, ngươi có tiền cha không muốn ngươi rồi, nàng đã có thể né tránh lúc đầu dưỡng phụ, lại có thể đạt được tốt hoàn cảnh, nhất cử lưỡng tiện, nhìn ra được, Trình Nhất Trạch không phải như vậy lòng dạ ác độc người. Nàng mặc dù khi dễ qua cẩm nhi, nhưng cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, hắn sẽ giúp nàng, nhất định sẽ. Trần Lan Nhi không ngừng bản thân thôi miên, hiển nhiên, Trình Nhất Trạch cũng cảm giác được Trần Lan Nhi đang có ý đồ gì, nhẹ quệt quệt khóe môi, giúp ngươi, vậy khẳng định muốn giúp. Nhưng là làm muội muội. Thì thôi, ngươi không xứng, nói xong, hắn xoay người rời đi, Trần Lan Nhi không rõ, nhưng là nàng biết hắn có thể giúp nàng, lập tức đi theo hiện tại nàng phải buông xuống tất cả kiêu ngạo, còn có tự tôn. Triệt để thoát khỏi cha mẹ nuôi mới là, nếu không cuộc đời của nàng thật đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, để Trần Lan Nhi không nghĩ tới chính là, hắn thế mà đem nàng đưa đến nhà ga, có ý tứ gì, Trần Lan Nhi nhìn xem trình nhất trạch, toàn cảnh là chấn kinh, hắn không đáp ứng thu giữ nàng, kia là muốn làm gì. Đem nàng bán rồi, hoặc là đưa rời đi thành phố này. Trình Nhất Trạch đến cửa sổ mua hai tấm về thanh tuyền thôn phiếu, đi. Trần Lan Nhi lập tức hiểu được, Nhất Trạch ca ca, ngươi không cần theo giúp ta trở về, chính ta trở về đi. Ngươi có thể cho ta một chút tiền, ta muốn mua một bộ quần áo, ta cái này. Trình Nhất Trạch hững hờ liếc nàng một cái, đừng lãng phí thời gian của ta, đi. Vẫn là lưu lại làm tên ăn mày, tiếp tục trốn đông trốn tây, ngươi tự mình lựa chọn, hắn thấy rõ nàng cha mẹ nuôi nhất định có năng lực gì, nếu không nàng làm sao lại không đi báo cảnh, lại hoặc là nghĩ đến biện pháp khác, cô bé này giống như bọn họ, là xuyên qua tới, chẳng qua đầu óc không dùng được, một tay bài tốt đánh cho nhảo nhuệt, Trần Lan Nhi lập tức chen hai viên nước mắt ra tới, nhất trạch ca ca, ta vang cầu ngươi, ngươi đáng thương đáng thương ta, ta thật không nghĩ chật vật như vậy trở về. Trình Nhất Trạch lui ra phía sau một bước, cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, trực tiếp đi cửa xét vé, căn bản không cùng nàng nói nhảm. Trần Lan Nhi nhìn xem lạnh lùng vô tình trình nhất trạch, nàng nuốt xuống tất cả nước mắt. Cuối cùng cũng có một ngày, các ngươi gia tăng tại trên người ta, ta đều muốn toàn diện đòi lại. Đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể khi dễ ta đến cùng. Nhưng bây giờ, nàng nhất định phải chạy ra cái này lồng giam mới là. Trần Lan Nhi chỉ có thể cùng trình nhất trạch lên xe. Nàng vừa lên xe, người trên xe đều ghét bỏ nhìn xem nàng, ở đâu ra tên ăn mày, quốc? Ai bảo ngươi lên xe, nàng đời trước cũng không có nhận qua ủy khuất như vậy, lau lau nước mắt, ta mua phiếu, tại anh ta trong tay, nói, nàng chỉ thẳng vào Trình Nhất Trạch, Trình Nhất Trạch biểu môi, ngươi nhìn chúng ta giống huynh muội sao? Ta chỉ là một cái người xa lạ, giúp nàng mua một tấm phiếu mà thôi, nói, trực tiếp đem phiếu ném cho nàng, đạo cao một thước, ma cao một trượng, Trình Nhất Trạch cũng không phải cẩm nhi thiếu khuyết nhân tình thế sự, cùng người tiếp xúc ít, cho nên mới sẽ cho nàng khi dễ. Hắn đồng dạng là cô Nhi, nhưng là hắn là quần nhau tại gian thương bên trong lớn lên, cho nên hắn phải bảo vệ Cẩm Nhi, bảo đảm nàng một thế an ổn. Trần Lan Nhi nhìn xem trên đất vé xe, biết Trình Nhất Trạch đây là tại vì Cẩm Nhi báo thù, cố ý ô nhục nàng, nhưng nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ, nhặt lên phiếu, im lặng ngồi xuống, người trên xe đủ, xe chậm rãi khởi động, lái về trấn nhỏ, sau đó lại ngồi xe xích lô về trong thôn, đường xe chừng một giờ, đến trấn nhỏ, sau đó lại ngồi xe xích lô về trần gia thôn, đến cửa thôn, Trình Nhất Trạch liền trực tiếp đi vòng đi thanh tuyền thôn, Trần La Nhi đứng tại trần gia thôn cổng, thổn thức không thôi, tay thật chặt nắm chặt nắm tay, nàng lại trở về, hết thảy giống như là trong minh minh chú định, nàng thoát khỏi không được mảnh đất này, thoát khỏi không được nguyên sinh gia đình. Dù cho thoát khỏi không được, khi nàng chỉ có thể thay đổi vận mệnh của mình hiện tại tất cả kịch bản đều phát sinh biến hóa đều không tại trong lòng bàn tay của nàng nhưng là nàng tin tưởng dựa vào nàng tương lai thế giới đầu người não nàng có thể quá tốt đời này nhất định có thể ai cái này chỗ nào đến tiểu ăn mày a à? có hàng xóm nhìn thấy trần lan hiển nhiên là chưa từng gặp qua cho nên chăm chú nhìn thêm a à, đây không phải lão trần gia lan như sao? làm sao mặc thành dạng này làm sao bẩn thành dạng này lan nhi ngươi có tiền ba ba đâu đúng a à, ngươi có tiền ba ba không muốn ngươi sao không phải nói ra lấy xe hơi nhỏ nhưng xa hoa nhưng có tiền làm sao phá sản nuôi không sống ngươi cái này đều để ngươi ra ngoài làm ăn mày rồi trong thôn đều chán kết trần lan nhi loại này bạch nhãn lan phụ mẫu nuôi một trận liền đánh một lần liền báo cảnh nói ngược đãi còn muốn vứt bỏ phụ mẫu loại này không có lương tâm hài tử ai sẽ thích trần lan nhi không nói chuyện đem đầu rũ xuống phải trầm thấp không lên tiếng nhưng kia hai cái bắt gái nhưng không có bỏ qua trần lan còn trực tiếp cào to lên mau tới nhìn xem lão trần gia cái kia bạch nhãn lan trở về a nhìn nàng một cái quá thành cái dạng gì nói xong lại vỗ vỗ bên người hài tử ngươi xem một chút người bên ngoài tốt bao nhiêu cái gì có tiền ba ba nhìn một cái đem nàng ngược đãi thành cái dạng gì trừ sinh ngươi nuôi ngươi cha trên đời này ai sẽ đối ngươi tốt còn không phải thế đều cho thật tốt nhìn một chút cái này hậu quả gì hai cái bác gái một gào to tới người vây xem liền có thêm mà bên này trong đất bận rộn trần cha mơ hồ nghe được lan nhi hắn thoạt đầu tưởng rằng mình lỗ tai xuất hiện nghe nhầm mãi cho đến có người chạy tới lão trần nhà ngươi lan nhi trở về ngươi nhanh đi nhìn xem hài tử đáng thương a à liền xuyên một bộ y phục cống đến môi phát tím toàn thân cao thấp còn vô cùng bẩn lão trần sửng sốt một chút lập tức cười lưu tẩu ngươi mở ra cái khác ta trò đùa nữ nhi của ta không có thế nào khả năng sẽ còn trở về trong thành ba ba lại có tiền nàng nơi nào nghĩ đến lên ta ai nha lão trần ai mở ngươi trò đùa không tin ngươi đi qua nhìn một chút nàng trong thành cha không muốn nàng hiện tại rất giống tên ăn mày ở một bên làm việc nhà nông trương ngọc dung bỗng nhiên đứng dậy thật sự là ta lan nhi đến cùng là trên người nàng đến rơi xuống thịt nàng làm sao có thể không đau lòng tuy nói nàng tính tình là gắt gỏng một chút nhưng nàng 10 tháng hoài thai sinh ra tới không dễ a à. trần lan nhi đi trong một tháng nàng cơ hồ là lấy nước mắt rửa mặt a à. thật là trần tẩu trương ngọc dung nhanh chân liền hướng nhà chạy cái đôi này ra ngoài làm việc cho nên đem trên cửa khóa lúc này trần lan nhi an vị tại nhà mình nhà chính ngưỡng cửa chung quanh xem náo nhiệt hàng xóm là ở chỗ này chỉ rõ nói nhỏ trần lan nhi ôm lấy hai chân lạnh đến toàn thân phát run trong thôn kiến trúc ít người ít tự nhiên là lạnh chút hiện tại nàng là vừa lạnh vừa đói trương ngọc dung gỡ ra đám người xem xét cổng tiểu ăn mày thân thể xót xa lan nhi trần lan nhi nghe trương ngọc dung giọng nghẹn ngào trong lòng nàng siết chặt Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem nàng, "Mẹ." Nói, hai chân rung động có chút quỳ trên mặt đất, bọn hắn không muốn nàng, nàng liền thật muốn làm tên ăn mày. Dù là nàng có tương lai thế giới đầu não cùng bản lĩnh, nhưng nàng làm cái gì, nói cái gì, đều không có người tin nàng. Chương 145, mặt trái tài liệu giảng dạy, hiện ở thời đại này người tư tưởng bảo thủ, vật tư lại thiếu thốn, ai sẽ tin tưởng một tiểu nha đầu chuyện ma quỷ? Cho nên trong thành, nàng làm cái gì đều được không thông, hiện tại Trần Lan Nhi phải nhận tội, phải làm cho Trương Ngọc Dung đau lòng mình, lúc này quỳ trên mặt đất, liền khóc lên, "Mẹ, ta sai, người nhà kia là lòng dạ hiểm độc người, bọn hắn đánh ta, mắng ta, đem ta quan phòng bên trong, ngược đãi ta. Con của bọn hắn chính là như vậy ngược đãi chết, mẹ, ta chạy đến. Ta mới biết được ngài có bao nhiêu yêu ta." đối ta tốt bao nhiêu mẹ ta biết sai ngài có thế tha thứ ta sao mẹ ta yêu ngài ta là ngài trên thân đến rơi xuống một miếng thịt a à. những cái kia hàng xóm biểu môi cái này trần lan nhi chính là cái tiểu nhân tinh tuổi còn nhỏ miệng này thật là biết nói trương ngọc dung vốn là không nỡ trần lan nghe nàng kiểu nói này càng là đau lòng nhìn nàng tay chân đều lộ ở bên ngoài vô cùng bẩn lập tức đem mình áo tử cởi ra mặt trên người nàng, ấm áp áo bông, trực tiếp sưởi ấm lòng của nàng. Trần Lan Nhi là thật không nghĩ tới Trương Ngọc Dung như thế hà khắc người vô tình, còn có thế tha thứ chính mình, mà lại nàng không tại mấy tháng, nàng nhìn xem giống như lại già hơn rất nhiều. Nàng bỗng nhiên nhào vào trong ngực của nàng, khóc đến càng là tan nát cõi lòng, nàng hối hận a, à, nàng đau khổ a, à. đặt vào liên tiếp huyết mạch thân nhân không muốn, đi tìm những người khác nàng quả thực quá buồn cười, ngẫm lại khi còn bé, nàng một cái phân đi tiểu đem nàng nuôi lớn, có khó khăn cỡ nào, nàng mới biết mình có bao nhiêu ngốc, lão Trần trở về, xem xét thật sự là Trần Lan, trong tay quốc lúc này rơi xuống đất, móc ra chìa khóa mở cửa, nhanh, nhanh vào trong nhà, ta đi làm cơm, ngươi đi nấu nước, cho hài tử tẩy một chút, ăn nóng hổi, vốn là đến xem trò cười. Kết quả nhìn thấy một nhà ba người cái này đoàn viên, cũng không có cái gì sức lực, bọn hắn liền đều đi, tắm rửa thời điểm. Trương Ngọc Dung lúc này mới nhìn thấy Trần Lan Nhi vết thương trên người sẹo, tay đều đang run. Cái nào đáng giết ngàn đau, vì cái gì hạ như thế hung ác tay. Đây là làm sao tới, Trần Lan Nhi nhìn xem trên cánh tay mình tổn thương, nghĩ đến cái kia dưỡng phụ, ác ma biến thái một mặt, thân thể của nàng không ngừng run lẩy bẩy, dù là nàng có người thành niên tâm trí, lại là sợ hãi có phải hay không tàn thuốc nóng, sáp dầu giọt, dây lưng rút, tại nữ hài nhi kiều nộn trên da thịt, to to nhỏ nhỏ vết sẹo, không thế đến hết được. Trương Ngọc Dung khóc đến cả khuôn mặt đều là nước mắt nước mũi, một mực mắng liệt đấy, đáng giết ngàn đau. Lỗi thời. Đem nữ nhi của ta ngược đãi thành dạng này. Cặn bã, súc sinh, Trần Lan Nhi nhìn xem Trương Ngọc Dung thật là rất khó chịu, lòng của nàng ấm ấm áp, nàng thật là sống nên đặt vào thân sinh mẫu thân không muốn. Ha ha, trên đời này người xấu sao mà nhiều, tắm rửa xong ra tới, lão Trần cũng làm một bát nóng hổi trước mặt, bên trong còn cùng thịt khô phiến, mà lại tất cả đều là gầy. Nữ nhi của hắn không ăn thịt mỡ, hắn là biết đến, cho nên cố ý đem thịt mỡ cắt đi. Trần Lan Nhi nhìn xem trong chén hai mảnh thịt thịt nạc, còn có một cái trứng ốp lết, nước mắt của nàng nháy mắt liền không gói được, cùng nước mắt ăn mì, mặn mặn cảm giác. Lão Trần cùng Trương Ngọc Dung cũng không nói thêm gì, ăn xong liền để nàng đi trong chăn ngủ một giấc. Trần Lan Nhi trở về sự tình, rất nhanh liền truyền ra tới, mà Cẩm Nhi một nhà vừa tới nhà, Trình Nhất Trạch chân sau cũng tới. Cẩm Nhi gần như cho là mình hoa mắt, Nhất Trạch ca ca. Làm sao ngươi tới rồi? Trình Nhất Trạch tay cắm trong túi, cúi đầu nhìn trước mắt nhỏ Cẩm Nhi, mấp máy môi, hôm nay đoạt ngươi bánh nướng chính là Trần Lan. Cái gì? Trần Lan đây, Cẩm Nhi không thể tin được trừng lớn hai mắt, như thế nào là nàng? Nàng không phải, nàng dưỡng phụ ngược đãi nàng, cho nên nàng chạy, lấy tên ăn mày thân phận đến tránh né dưỡng phụ. Nàng muốn để nhà ta thu dưỡng nàng, Trình Nhất Trạch nói đến đây, cố ý dừng một chút, kết quả Cẩm Nhi không có phản ứng, mà là không kịp chờ đợi biết đến tiếp sau, ngươi muốn ta thu dưỡng nàng sao? Trình Nhất Trạch thanh âm đã qua biến âm thanh kỳ, đã là nồng đậm nam nhân vị, đặc biệt tốt nghe. Trầm thấp, giàu có từ tính. Cẩm Nhi toàn cảnh là không hiểu, ta khẳng định không nghĩ a. À. Nàng hư hỏng như vậy, Trình Nhất Trạch cười, cho nên ta đem nàng đưa về nhà nàng. Nàng về Trần gia rồi. Ừm. Trình Nhất Trạch gật đầu. Cẩm Nhi như có điều suy nghĩ cười, cũng rất tốt. Trần cha nhất định thật cao hứng đi. Hy vọng nàng ăn lần này giáo huấn, có thể học ngoan một chút. Bên này Hứa Tú Trân ra tới nhìn xem nhất trạch cũng là toàn cảnh là kinh nhạc tần gia cảm kích trình gia hỗ trợ muốn lưu lại trình nhất trạch ăn cơm kết quả trình nhất trạch trực tiếp cự tuyệt ta phải chạy về nhà cha mẹ ta không biết ta đến thanh tuyền thôn ngày này đều muốn đen xe tuyến đều muốn ngừng không có chuyện ta có thế gặp phải cuối cùng ban một ta chính là tới nhìn một cái cẩm nhi nói xong trình nhất trạch liền phải chuẩn bị đi cẩm nhi lập tức mang theo tuyết cầu tiễn hắn đến cửa thôn cho hắn tìm trong thôn xe xích lô thúc thúc tiễn hắn đi trên trấn, gặp lại. Nhất trạch ca, gặp lại, trình nhất trạch một nhìn phía xa nhỏ cẩm nhi, hắn bỏ không được rời đi nàng, một chút cũng không nghĩ rời đi, nhưng hắn cũng minh bạch, chỉ là chính hắn không nở mà thôi, hắn tịch mịch, cô độc, cẩm nhi lại trôi qua rất vui vẻ, vui vẻ, hắn thậm chí nghĩ, vì cái gì hắn không có sống lại tại tầng gia, mà sống lại tại trình gia có lẽ thiên ý chính là như thế, để hắn sớm vì nàng trải tốt đường, để nàng cả đời này càng trôi chảy. Trình Nhất Trạch rất nhanh chỉnh lý tốt tâm tình, đối mặt tiếp xuống tranh tài, còn có hắn quy hoạch sự nghiệp bản đồ. Đời trước, hắn kinh thường tiền tài, chuyên chú y thuật của mình. Đời này, hắn muốn, ràng buộc phải càng nhiều. Trần Lan Nhi chuyện này, trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy, mười dặm tám hương đều lấy ra giáo huấn con của mình, mà nàng trở về gần mười ngày cũng không có thấy bóng người, mãi cho đến khai giảng ngày ấy, lúc này mới nhìn thấy trương ngọc dung mang theo nàng đến báo danh. xa xa cẩm nhi nhìn thoáng qua, so trước kia gầy không ít, cũng ít trước kia kiêu ngạo, tần yêu nhưng vẫn là không nhịn được bác quái, thật sự là không nghĩ tới a, à. nàng lại trở về, mà lại ta nghe nói nàng cho ngược đãi thảm, nàng dưỡng phụ cầm tàn thuốc bỏng nàng, cẩm nhi a à một tiếng, tàn thuốc, đây không phải là rất đau, vậy khẳng định rất đau a. À cho nên ta nói nàng là đáng đời. Chẳng qua nhà ngươi hồng tuyết vì cái gì không có tới đi học, trong thành phát sinh sự tình, trong thôn người không biết, mà lại người tần gia từng cái kính miệng, ai cũng không đề cập tới, nàng có chút không thoải mái, cho nên không có tới báo danh. Cẩm nhi tùy tiện kéo hai câu, cái này Trần Lan Nhi nhưng làm người cho hại chết, tần hồng tuyết nếu là sớm một chút biết Trần Lan Nhi hạ tràng, có lẽ nàng liền sẽ không có sâu như vậy chấp niệm, có lẽ cũng sẽ không xảy ra sự tình đi. Ai, đều là chính nàng làm, cũng không đáng đến người đồng tình. Báo danh ngày này là không cần lên khóa, cho nên báo danh xong, mấy đứa bé đều hoang hoang hỉ hỉ về nhà. Khương Côn vẫn là cưỡi xe đạp muốn đưa Cẩm Nhi. Chương 146, cái này thối nam sinh, Cẩm Nhi hất đầu, không cần, Khương Côn ca ca, ta ngồi yêu nhưng xe, ba nàng mua cho nàng một cổ. Tần yêu nhưng đắc ý cưỡi mới xe đạp tới, cẩm nhi lên cẩm nhi trơn tru ngồi lên xe đạp kết quả tần yêu nhưng cái này hoàng lái xe nàng vừa ngồi lên xe nàng long đầu liền lệch ra dọa đến nàng thét lên a à. cẩm nhi không được ngươi quá nặng đi ta dựng không được mắt thấy nàng muốn đem xe lừa gạt đến trong đất đi vẫn là khương côn thật nhanh chạy tới án lấy nàng long đầu quát khẽ lên tiếng ngươi sẽ không dẫn người đừng mang đem cẩm nhi té nhưng làm sao bây giờ hắn đột nhiên hung ác như thế tần yêu nhưng trong lòng một trận ủy khuất khương côn ngươi hung cái gì ta lại không phải cố ý cẩm nhi ổn định làm rơi xuống đất nhìn xem khương côn ngươi không muốn hung yêu có thể nàng cũng là tốt bụng khương côn không nói chuyện cưỡi lên xe đạp của mình đến ta mang ngươi mẹ ta nói để ngươi giữa trưa đến nhà ta ăn cơm vì sao Cẩm Nhi không rõ ràng cho lắm, liền gọi nàng một người sao. Học kỳ này Cẩm Nhi lớn, cùng tần yêu nhưng, điềm điềm mật mật cùng một chỗ về sau, nàng hiểu thêm, nàng là nữ sinh, cùng nữ sinh chơi mới đúng, không thể lão cùng nam sinh ở cùng một chỗ. Nếu như chỉ gọi nàng một người, nàng khẳng định không đi. Khương Côn cũng rõ ràng cảm giác được Cẩm Nhi giống như tại cùng hắn giữ một khoảng cách, hắn buồn bực biểu môi, không phải, cũng hô bản bình thúc ngươi mấy người ca ca, ờ, vậy được. Ta chờ một lúc liền đến, Khương Côn ca ca, ngươi đi trước, ta mang ngươi a. À. Khương Côn lần nữa vỗ vỗ ghế sau, Cẩm Nhi nghĩ nghĩ, nhìn xem Tần Yêu nhưng cái này không đáng tin cậy, nàng lại nhìn mình chầm chầm nhỏ chân ngắn, muốn đi thật xa, cho nên nàng vẫn là ngồi Khương Côn xe. Tần Yêu thế nhưng lập tức đuổi theo, Khương Côn ca ca, ta cũng muốn đi nhà ngươi ăn cơm. Khương Côn liếc một cái Tần Yêu nhưng, ngươi đến nhà ta đại nhân nhà ngươi tìm không thấy ngươi sẽ nóng nảy cho nên quên đi thôi chưa thấy qua da mặt dày như vậy nữ hài nhi tần yêu nhưng ài một tiếng khương côn ca ca ngươi thế nào nhỏ mọn như vậy bình thường cha ta thấy ta không quay về đều biết ta cùng cẩm nhi cùng một chỗ bọn hắn sẽ không nóng nảy ngươi là không nghĩ ta đi qua ăn cơm sao khương côn nắm chặt lông đầu nhẹ trừng một chút tần yêu nhưng ta mời ngươi sao ngươi mời Cẩm Nhi a, à, ta cùng Cẩm Nhi là bạn tốt, ta đi theo Cẩm Nhi cùng nhau ăn cơm, có vấn đề gì sao? Tần yêu nhưng cũng không cảm thấy mình có vấn đề, đều là bạn tốt a. À. Khương Côn bỗng nhiên bóp hạ phanh lại, nhìn chầm chầm tần yêu nhưng, gặp qua da mặt dày, chưa từng gặp qua ngươi da mặt dày như vậy. Tần yêu nhưng, lão tử không mời ngươi, cũng không chào đón ngươi. Cẩm nhi lập tức vỗ nhẹ nhẹ Khương Côn lưng, Khương Côn ca ca, ngươi thế nào nói như vậy? Chúng ta đều là bạn tốt a, à, ta chỉ cùng ngươi là bạn tốt, Khương Côn cái miệng đó, nói chuyện thật sự là không dễ nghe, Tần yêu nhưng vốn chính là nữ sinh, tính cách hoạt bát, nhưng trong lòng như củ yếu ớt, bị Khương Côn kiểu nói này, tức giận đến hốc mắt đỏ, nước mắt ba ba liền lăn xuống đến, Khương Côn, ngươi cái này thối nam sinh. Ngươi cái này tên đại phôi đảng. Ta rốt cuộc không muốn nhìn thấy ngươi nói, tần yêu nhưng cưỡi xe đạp liền chạy, cẩm nhi lập tức xuống xe, muốn đuổi theo, kết quả khương côn còn dắt lấy nàng, ngươi truy cái gì? Đừng quản nàng, chúng ta về nhà trước ăn cơm, cẩm nhi hơi sinh khí trừng mắt khương côn, ngươi cái miệng này liền không thể thật tốt nói chuyện sao? Yêu thế nhưng là bạn tốt của ta. Ngươi không thể dạng này đối nàng, ta làm sao đối nàng rồi. Ta vốn là không thích nàng, nàng cũng không phải là bạn tốt của ta, ta không có mời nàng, nàng lại muốn tới nhà ta, ngươi không cảm thấy nàng thật kỳ quái sao? Khương Côn vốn là không thích Tần Yêu có thể, một là bởi vì nàng luôn cuốn lấy Cẩm Nhi, hai là bởi vì nàng cùng Cẩm Nhi chơi về sau, Cẩm Nhi giống như đều không thế nào cùng hắn chơi, ba là nàng quá ồn. Còn quản hắn, mẹ hắn đều mặc kệ hắn, dựa vào cái gì nàng quản hắn, Cẩm Nhi trừng mắt Khương Côn, thật là muốn cho hắn tươi sống tức chết ngươi về đi ta hôm nay không đi nhà ngươi xem ra tần yêu nhưng rất khó chịu bạn tốt của nàng khổ sở nàng làm sao có thể làm cũng không có chuyện gì phát sinh nói xong nàng trực tiếp không để ý tới khương côn định bước nhỏ chân ngắn liền hướng trước chạy một mực hô yêu nhưng ngươi chờ ta một chút nàng rất thích tần yêu nhưng người bạn tốt này nàng có chuyện gì đều nguyện ý cùng nàng đồ chơi tốt gì cũng sẽ chia sẻ cho nàng cho nên nàng không muốn xem lấy nàng khó như vậy quá nàng muốn an ủi nàng khương côn thật đúng là một tên đại phôi đảng tần yêu nhưng đã sớm cưỡi đến phía trước đi nghe không được cẩm nhi thanh âm khương côn hoàn toàn không biết mình sai ở nơi nào nhưng là hắn biết cẩm nhi không vui vẻ lập tức cưỡi xe đạp đuổi theo cẩm nhi ngươi chờ ta một chút xoẹt khương côn đem xe đạp dừng ở cẩm nhi trước mặt cẩm nhi Ngươi chạy cái gì a? À, đi lên, ta mang ngươi. Cha, mẹ ta còn đang chờ chúng ta ăn cơm. Cẩm Nhi tức giận nhìn hắn chầm chầm. Ngươi cảm thấy ta hiện tại có tâm tư cùng ngươi đi ăn cơm. Khương Côn không rõ ràng cho lắm. Cẩm Nhi, ngươi đến cùng làm sao rồi? Ngươi chọc ta bằng hữu sinh khí, cho nên ta hiện tại cũng rất tức giận. Cẩm Nhi khẽ giậm chân chân, nhìn chầm chầm Khương Côn tru thấp lên tiếng. Khương Côn một mặt quan ủng, ta thực sự nói thật. Chính nàng không hiểu thấu liền khóc, như thế nào là ta gây nàng sinh khí? Cẩm Nhi, ngươi cũng phải giảng đạo lý, ngươi ai quy cao? Không thể dạng này oan uổng người. Cẩm Nhi thật cầm Khương Côn cái này thẳng nam không có cách nào, tức giận đến muốn đánh hắn, nhưng là bây giờ đánh hắn cũng không giải quyết được vấn đề, nàng vẫn là phiền muộn, yêu nhưng vẫn là thương tâm. Ngươi nghĩ giải quyết chuyện này sao? Cẩm Nhi nhìn xem Khương Côn, rất chân thành hỏi ta giải quyết khương côn vẫn là một bộ rõ ràng không phải lỗi của ta vì cái gì ta muốn đi giải quyết nhưng hắn lại không nghĩ cẩm nhi khổ sở cho nên gật đầu tốt ta giải quyết ngươi đi cùng yêu nhưng xin lỗi cũng mời nàng đến nhà ngươi đi ăn cơm chúng ta là người bạn thật tốt cho nên chúng ta là như hình với bóng ngươi không thể lý giải cẩm nhi rất nhức đầu giải thích khương côn buồn bực nâng tráng ta cũng là bạn tốt của ngươi ta khổ sở thời điểm làm sao không gặp ngươi an ủi ta hay ta gấp ngươi một cái nam sinh liền không thể rộng lượng một điểm nữ sinh liền nên hẹp hòi sao khương cung dựa vào lý lẽ biện luận hắn dù sao không có muội muội cùng nữ sinh không có làm sao chung đụng cẩm nhi có thể nói là hắn cái thứ nhất nữ sinh tiếp xúc nàng cũng không phải pha lê tâm cùng cái nam sinh đồng dạng tùy tiện chơi như thế nào cho nên hắn căn bản không biết nữ sinh yếu ớt như vậy hắn liền tùy tiện nói hai câu, cái này khóc lên, Cẩm Nhi cầm hắn thật là không có cách, nhìn chầm chầm hắn, ngươi không có thuốc nào cứu được, ngươi đi đi, nàng không muốn cùng hắn lãng phí nước bọt, Khương Côn nhìn Cẩm Nhi dạng này, trong lòng thực không dễ chịu, ta đi. Ta đi xin lỗi vẫn không được sao? Ngươi ngồi lên đến, hiện tại chúng ta đuổi theo nàng, thật, từng Chương 147, mở bên trên thuê người. Cẩm Nhi lúc này mới hài lòng ngồi vào hắn chỗ ngồi phía sau xe, đồng thời nói ra, ngươi muốn rất chân thành xin lỗi, còn có, không cho phép tự xưng cái gì lão tử, được được. Ta chân thành. Rất chân thành, Khương Côn đối tần yêu nhưng ấn tượng, càng phát không tốt, già mồm, vẫn là Cẩm Nhi tốt, người thông minh, đối với bằng hữu lại tốt, không tiếc mạng sống. Cẩm Nhi nhìn hồi lâu, không nhìn thấy tần yêu nhưng thân ảnh, trong lòng gấp vỗ vỗ eo của hắn nhanh khương côn ngươi cưỡi nhanh một chút ta đã cưỡi rất nhanh ta mồ hôi đều đi ra ngươi cho ta lau lau cẩm nhi tay nhỏ rất tùy tiện tại trên mặt hắn sát hai lần thơm ngào ngạt tay nhỏ sát qua gương mặt của hắn là da thịt ở giữa va chạm cảm giác rất đặc biệt khương côn cảm giác chân của mình hạ càng mạnh mẽ hơn dùng sức đạp cẩm nhi tay nhỏ thơm thơm mềm mềm thật là tốt nghe không đầy một lát hai người xem như đuổi kịp tần yêu có thể, tần yêu nhưng vừa thấy là Khương Côn, hung ác nhìn hắn chầm chầm, lớn hỗn đảng, Khương Côn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi mắng nửa một cái thử xem, Cẩm Nhi lập tức nắm chặt một cái Khương Côn, thấp giọng nói, ngươi tới làm gì? Khương Côn, Khương Côn chưa từng có thụ như thế lớn ủy khuất qua, nhìn chầm chầm tần yêu nhưng, thật là rất chật vật gạt ra ba chữ, thật xin lỗi tần yêu nhưng hơi rung kinh hãi nhìn xem Khương Côn, ngươi nói cái gì đó. Ta không nghe thấy, Cẩm Nhi lập tức lại nắm chặt Khương Côn, nhắc nhở hắn lớn tiếng một điểm, Khương Côn nhìn chầm chầm tần yêu nhưng, lần nữa từng chữ từng câu nói, thật xin lỗi, tần yêu nhưng nghe được, hơi sửng sốt một chút, Cẩm Nhi lập tức lại đâm Khương Côn nói phía dưới, Khương Côn nắm chặt lông đầu, có chút không muốn nói, Cẩm Nhi không ngừng đâm A đâm, hắn cái này mới miễn cưỡng mở miệng, đi nhà ta ăn cơm đi tần yêu nhưng a à một tiếng nhìn xem khương côn ngươi không nói không có mời ta không để ta đi sao một hồi biến cái hình dáng ngươi có đi hay là không khương côn không có cái gì kiên nhẫn trống trống tần yêu nhưng hơi sửng sốt một chút đi đi ta vì cái gì không đi ngươi đi trước dẫn đường a à. cẩm nhi yêu thích vỗ tay yêu nhưng gừng thẩm làm đồ ăn vừa vặn rất cốt ăn ngươi có có lộc ăn, hì hì, cẩm nhi, ta muốn đem xe đạp luyện tốt, về sau thuận tiện mang ngươi, tốt. Ngươi cố lên, tần yêu nhưng tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Khương Côn một câu xin lỗi, khóc mắt của nàng còn đỏ lên, liền không tức giận, lập tức cười tủm tỉm, ba người liền chậm rãi cưỡi về Khương Côn nhà, tần yêu nhưng cùng cẩm nhi cao hứng, Khương Côn lại toàn bộ hành trình mặt đen thui. Cẩm nhi vỗ nhẹ nhẹ hắn, làm sao? cảm thấy bức ức, hừ, Khương Côn viết kép bất mãn treo ở trên mặt, Cẩm Nhi ngón tay hung ác chọc chọc eo của hắn, quỷ hẹp hòi, tất cả mọi người là hảo bằng hữu A, làm sao liền không thể bao dung một điểm, ta chỉ bao tha cho ngươi. Bằng hữu của ta cũng chỉ có ngươi, vì ngươi, ta mới xin lỗi, Khương Côn mới không muốn cùng tần yêu nhưng cái phiền toái này tin làm bằng hữu, phiền toái như vậy bằng hữu, ai muốn, ai không may cẩm nhi không thích nghe hắn nói lời này nói qua chúng ta đều là bằng hữu người nói như thế nữa chúng ta liền bạn tận đi cẩm nhi khương côn là thật thật muốn hỏi một câu hắn trọng yếu vẫn là nàng trọng yếu nghĩ nghĩ cảm thấy lại có chút ngây thơ cho nên là mạnh mẽ nhịn xuống đến cửa chính miệng tầng bản bình đã đến ba người ca ca sớm tại nơi đó chờ duỗi cổ mới gặp bọn họ trở về khẩn trương đến không được khương côn các ngươi làm gì đi tại sao lâu như thế mới trở về tần yêu nhưng yêu thích chạy tới đại ca nhị ca tam ca tần gia mấy người ca ca nhìn xem tần yêu nhưng có chút e lệ cười yêu nhưng muội muội tần yêu nhưng vẫn là thích cùng ba người ca ca cùng nhau chơi đùa khương côn quá ghét mặt thối tần yêu nhưng tự nhiên lôi kéo cẩm nhi liền đi qua cùng tam ca ca chơi đem khương côn vứt bỏ bên ngoài khương côn mấy lần cho cẩm nhi ra hiệu ánh mắt để nàng tới kết quả cẩm nhi đều coi thường giữa trưa hứa tú trân làm xong trường học sự tình rồi mới trở về vừa vặn ăn cơm thời gian nhưng cho tới trưa hắn đều không có cùng cẩm nhi nói chuyện rốt cục đến trên bàn cơm khương côn đợi cơ hội muốn cùng cẩm nhi ngồi chung một chỗ ai biết tần yêu nhưng vừa đến đem hắn gạt mở còn chào hỏi tam ca ngươi ngồi bên này tần lập huy lập tức ngồi xuống cẩm nhi bên trái tần yêu nhưng ngồi bên phải Khương Côn cũng chỉ có thể kiên trì ngồi tầng yêu nhưng bên cạnh, đồng thời cầm nguy hiểm ánh mắt trừng mắt nàng. Kết quả nàng hoàn toàn coi nhẹ ánh mắt của hắn, khi hắn không tồn tại, là không khí. Đổi Khương Côn trước kia bạo tính tình, đã sớm đem tầng yêu nhưng đuổi đi ra. Hiện tại hắn tựa như cho người ta nắm bẫy tất, cái gì vậy cũng làm không được. Gừng cha cùng tầng cha hai người làm lấy rượu, trên mặt tất cả đều là yêu thích. Hứa tú trân liền cùng gừng thẩm cho bọn nhỏ gấp thức ăn, lôi kéo việc nhà. Ngược lại là không có người phát hiện bọn nhỏ ở giữa kỳ quái bầu không khí. Khương Côn một mực mặt đen lên không nói lời nào. Cẩm nhi chỉ lo hưởng thụ mỹ thực. Tần yêu nhưng lời này lãm nhảm, có chuyện nói không hết. Mà lại nàng đặc biệt yêu kể chuyện xưa. Nàng có nghe radio thói quen, cho nên trong đầu chứa không ít cố sự. Cẩm nhi nghe chuyện xưa của nàng cũng nghe được say sưa ngon lành. Mấy người ca ca cũng là như thế chỗ này gần cha cùng tầng cha uống rượu đến chỗ cao hứng, xem như đem chính sự nói ra, ngươi cái này công trường việc không phải làm xong sao, phía trước ta trong thành bày bữa sáng bày thời điểm, nghe nói chúng ta lĩnh trấn đào một cái mỏ, mỏ bên trên cần kế toán, còn cần không ít cộng tác viên, tiền lương cao liệt, thật sao? Vậy ta buổi chiều liền đi trên trấn nghe ngóng, tìm hiểu một chút. Nếu quả thật nhận người, kia phải tranh thủ thời gian, không phải muộn, không có cơ hội. Loại này việc quý hiếm a, à, là rất quý hiếm, cho nên đang nghe tin tức, ta liền ngay lập tức đề cử ngươi. Gừng cha cao hứng chính là chuyện này, cho nên cố ý đem lão tam nhà mời đến ăn cơm, nói cho hắn cái tin tức tốt này. Tần bản bình ngược lại là thật không nghĩ tới, gừng cha sự tình làm được tốt như vậy, đã đề cử hắn. Khương lão đệ, tạ ơn. Cám ơn ngươi, cám ơn cái gì? Hai nhà chúng ta quan hệ thế nào? ngươi nhìn nhỏ công đằng sau còn phải làm phiền các ngươi nhà, còn phải tại nhà ngươi ăn ở, ta giúp đỡ ngươi, kia là hẳn là, buổi chiều chúng ta liền đi trên trấn nhìn một chút quản lý, thế nào, thành, làm, hai cha vui vẻ chạm cốc, trên mặt tất cả đều là vui sướng, xế chiều hôm đó, hai cha liền đi lân cận trấn, chứng thực chuyện này, ban đêm, đang chuẩn bị xuống bếp thời điểm, tần bản bình phúc chốc nói nói, nhị tẩu, đại tẩu, ban đêm cùng nhau ăn cơm đi ta có chuyện tốt muốn nói cho các ngươi tưởng anh nhìn xem tầng bản bình ài tốt ta đem ta từ nhà mẹ để gà lấy ra hầm đi không cần ta nơi đó còn có một chút thịt khô chúng ta hầm thịt khô rau cải trắng phan hâm mộ kia mới gọi mỹ vị trong nhà trước trước sau sau không ít người cho nên phải mở hai cái lò hứa tú trân buổi chiều lại đi trường học bận biệu, cho nên nàng trở về trễ lão đại nhà cùng lão nhị nhà nổ súng, liền vừa vặn. Chương 148, một con đại thiêu ngỗng, chạm vạn tối 6 điểm hứa tú trân tan tầm trở về thời điểm, dẫn theo một lớn chỉ vịt quay. Việc vui gì, nàng tự nhiên là biết, cho nên lúc này mới mua một con vịt quay, thường ngày trong nhà túng quẩn, không kịp ăn kho đồ ăn. Hiện tại thời gian quá rộng rãi, hứa tú trân liền bỏ được một cái, vừa vặn có công việc tốt tuyên bố, nàng lúc về đến nhà lão đại nhà, lão nhị nhà đã làm tốt, bọn nhỏ liều bàn, thịt khô hầm rau cải trắng, miếng đã bên trên bàn, bọn nhỏ thèm nhỏ nước giải A, hứa tú trân đi tới cửa, cẩm nhi đã nghe đến kia cổ đặc biệt hương khí, mẹ, ngươi mua cái gì, cái niên đại này, bọn nhỏ mong đợi nhất chính là các đại nhân mua thứ gì trở về, kia là cực kỳ chuyện vui, cẩm nhi không có cảm giác cũng mười phần chờ mong. Cha mẹ đi ra ngoài mang hộ cái gì trở về có lúc là khô dầu tử có lúc là hoa quả có lúc là trên trấn mới ra đến cái gì ăn uống đồ chơi cái này kho đồ ăn thật là cẩm nhi lần thứ nhất gặp được thật lớn một bao kia mùi thơm quả thực phiêu hương mười dặm liền hàng xóm vương đại mụ đều nghe thấy nha ngày hôm nay có chuyện tốt gì tú trân mua một con đại thiêu ngỗng kia mùi vị thật sự là thèm người hứa tú trân cười nghĩ đến bọn nhỏ muốn khai giảng cho nên cho bồi bổ ha ha, nên bổ, lại đến phí đầu óc thời điểm. Vương đại mụ người rất tốt, nhìn xem lão tần nhà vượt qua càng vượng, nhưng xưa nay cũng không có đố kỵ, đối mấy đứa bé cũng rất tốt, hứa tú trân đem vịt quay cho cẩm nhi, nhanh, cầm lên bàn trang trong mâm, ta đi rửa tay liền đến, ai, cẩm nhi vui sướng ông lấy một bao lớn vịt quay thịt chạy về phòng của viện tử, ca ca, mau tới hỗ trợ. Đêm nay có vịt quay ăn, trong thoáng chốc, Cẩm Nhi đều cảm thấy mình sinh ra liền ở thời đại này, tại cái nhà này. Cảm giác như vậy thật là mỹ hảo, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng tình cảm của bọn hắn vẫn như cũ tốt như vậy. Tưởng anh cùng Cao Tố Lan ra tới xem xét, mấy mâm lớn việc quay, nàng không khỏi thèm nhỏ nước giải, Tú Trân A, à, hôm nay có chuyện tốt gì sao? Ngươi thế mà mua như thế lớn chỉ việc quay, tự nhiên là có công việc tốt, tần bản bình cầm rượu đế tới, một mặt thần thần bí bí. Mới vừa từ trong đất ra tới tầng lão đại, tầng lão nhị cũng không khỏi toàn cảnh là chờ mong. Hôm nay các ngươi đi củ gừng nhà, là củ gừng có chuyện tốt gì nghĩ đến chúng ta? Đúng, chính là củ gừng cho chúng ta mang tới may mắn, cái này sự thành, chúng ta phải mời củ gừng một nhà tới uống rượu. Tầng bản bình tâm tình gọi là một cái tốt, công việc tốt, thật là cái chuyện thật tốt, chuyện như vậy thật là rất khó gặp được, không đầy một lát. Tất cả mọi người ngồi xuống, Tần lão thái từ trước đến nay tỉnh táo, đều có chút nhịn không được hỏi, "Lão tam, đến cùng chuyện gì tốt, ngươi làm sao cái này ôm lấy không nói, bán cái gì cái nút?" Tần Bản Bình cầm chén rượu lên, "Đại ca, nhị ca, làm." Thời gian này sẽ vượt qua càng nóng nảy đỏ, sang năm chính là các ngươi tu nhà lầu, mổ heo thời điểm. Lời nói này phải lão đại, lão nhị trên mặt tất cả đều là vui sướng tưởng anh trong lòng càng là vui vẻ, toàn gia hòa thuận chính là thật tốt. Nếu như nàng hồng tuyết không có sinh bệnh, thời gian này càng là hoàn mỹ đi, nàng đều muốn biết chuyện gì tốt, có thể so sánh hồng tuyết khỏi bệnh lên, tốt hơn sao. Tần bản bình đặt chén rượu xuống, củ gừng bây giờ tại trong thành làm điểm tâm, người quen biết nhiều, có cái lão bản đặc biệt thích nhà hắn bữa sáng, liền ngồi chém gió đến lĩnh trấn, có tòa núi quặng sự tình, mỏ. Trời ạ, à, thế nào liền không có rơi xuống chúng ta trấn, làm sao liền đến sát vách trấn. Tưởng anh nghe, cái này đau lòng lại với nhau, cái này mỏ nhiều đáng tiền a. À. Tần bản bình cười, đây đều là mệnh, cái này mỏ muốn bắt đầu hái, cần không ít người, cho nên ta đi báo danh, cho đại ca, nhị ca cũng báo một cái tên, ngày mai chúng ta liền đi gặp mặt, chuyện này không sai biệt lắm liền định ra đến, mỏ bên trên tiền lương nhưng cao, nói là cho chúng ta 30 khối một ngày. Ba mươi khối một ngày, một tháng chẳng khác nào một ngàn khối a. Nhưng so sánh tiểu công mạnh hơn. Tưởng Anh, Cao Tố Lan nháy mắt gác lại đôi đũa trong tay. Lão Tam, ngươi đã gặp kia đốc công sao? Đại ca ngươi, nhị ca thật có cơ hội không? Tần Bản Bình cười, có cơ hội, đương nhiên là có cơ hội. đã đã nói xong, sẽ không thay đổi. Tưởng Anh, Cao Tố Lan lúc này đứng dậy, Lão Tam, cảm ơn ngươi, tạ ơn lão đại lão nhị cũng lập tức lên cùng lão tam cạn một chén ngồi xuống lúc này mới nhìn thấy lão thái thái sắc mặt không tốt làm sao đâu mẹ hứa tú trân một mặt không rõ chuyện này nàng không tán thành sao tốt bao nhiêu kiếm tiền cơ hội a à? tần lão thái mấp máy môi cái này mỏ bên trên tiền lương là cao nhưng là nguy hiểm cỡ nào các ngươi biết sao ta không nghĩ người tóc bạc đưa tóc đen người Tần Bản Bình lập tức nói, mẹ, hiện tại cái gì xã hội, trước kia mỏ bên trên biện pháp làm được không tốt, cho nên dễ dàng xảy ra bất trắc, hiện tại biện pháp làm được vừa vặn rất tốt, mà lại là quốc gia tới khai thác. Tần Lão Thái nhìn xem Tần Bản Bình, quả nhiên là dạng này, ngươi hiểu rõ rõ ràng sao, Tần Bản Núi cùng Tần Bản Lương, trong lòng vội vàng lấy kiếm tiền, mẹ, chúng ta lão Tần nhà không có xui xẻo như vậy, hai năm này thời gian càng ngày càng tốt làm sao xui xẻo như vậy? Trên công trường cũng gặp nguy hiểm a, à, đúng không, công việc bây giờ, nào có không có nguy hiểm, tần lão thái tay thật chặt bóp thành nắm đấm, ta ngày mai cũng phải đi theo đi qua nhìn một chút, thành. Có mẹ hỗ trợ giữ cửa ải, càng tốt hơn, từng, kia ăn đi. Ăn một chút. Hôm nay tú trân thế nhưng là xa xỉ một cái, cẩm nhi gặm thịt ngỗng, dựng một lỗ tai, đào quán, ân, lúc này mỏ xác thực rất đáng tiền thợ mỏ là việc khổ cực cho nên tiền lương mở cũng rất cao nguy hiểm hệ số cũng lớn cẩm nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi ba ba ngươi cũng muốn đi đào quán sao ba ba đi làm kế toán đại bá cùng nhị thúc đi đào quán ờ cẩm nhi cũng không có suy nghĩ nhiều vùi đầu tiếp tục gặm thịt niên đại này muốn kiếm tiền đều muốn gánh chịu nhất định nguy hiểm hệ số đều là phi thường vất vả nàng hy vọng mình có thể mau mau lớn lên, kiếm tiền, để cha mẹ không khổ cực như vậy. Sau khi ăn cơm tối xong, ca ca tỷ tỷ đều tại thu thập bát đũa, Cẩm Nhi cũng không tiện đi chơi, lại giúp cùng một chỗ thu bát, các ca ca rửa chén, Cẩm Nhi liền cùng điềm điềm mật mật tỷ tỷ nhường thanh bát, một hồi liền đem trong nhà thu thập phải sạch sẽ. Tần Hồng Tuyết trạng thái tinh thần vẫn là không tốt, luôn lẩm bẩm những chữ kia, tới tới lui lui đều là, tưởng anh cho nàng đút cơm, một mặt uy một mặt mắng liệt đấy ngươi đi xem một chút thôn bên cạnh cái kia trần lan có kết quả gì tốt nghe nói cho người ta ngược đãi đến toàn thân là tổn thương ngươi còn muốn lấy chạy trên trời nào có rớt đĩa bánh công việc tốt ngươi cái này ngàn gã ngươi làm sao chính là không rõ đạo lý này đâu nàng cái này trong lòng đau lòng đồng thời cũng chọc tức lấy phải tốn trong nhà nhiều tiền như vậy vốn là nghèo khó tiền bởi vì nàng sự tình hiện tại là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Nếu là cái này thợ mỏ sự tình có thế thành, vậy trong nhà, đổ có thế rộng rãi một chút, tưởng anh ngẫm lại liền không nhịn được rơi lệ. Chương 149, muốn bạo tạc, không thể đi, tầng bản núi cầm qua chén trong tay nàng, ta tới đút đi, ngươi đi nghỉ một lát, mặc dù tầng bản núi tha thứ nàng, nhưng là thái độ đối với nàng, cũng không bằng thường ngày, tưởng anh cũng minh bạch, hắn đây là tại quan tâm nàng trước kia nàng chính là không rõ không nhìn thấy hắn tốt trong lòng oán hắn trong nhà sinh sự tầng bản núi nhìn xem nữ nhi dạng này trong lòng của hắn vẫn là rất khó chịu hắn liền suy nghĩ nếu như hắn không có đem nàng giam lại nàng có phải là liền sẽ không điên hắn làm phụ thân không có để ý tốt nàng hiện tại lại làm hại nàng bị bệnh hắn liền âm thầm phát thệ hắn muốn bao nhiêu kiếm chút tiền làm gì cũng phải đem bệnh của nàng chữa khỏi để nàng có thể khỏe mạnh vui vẻ quá cả đời bởi vì ngày mai muốn đi sát vách trấn nhìn mỏ xưởng sự tình cho nên toàn gia thật sớm chìm vào giấc ngủ cẩm nhi ban đêm sợ lạnh cho nên quấn lấy hứa tú chân cùng một chỗ ngủ tại mụ mụ trong ngực đặc biệt an ổn mùa đông ổ chăn là thoải mái nhất địa phương cẩm nhi tìm một cái vị trí thoải mái hai mắt nhắm lại chuẩn bị tiến vào ngọt ngào mộng đẹp nàng làm một giấc mộng trong mộng nàng mặc tuyết trắng váy dài nàng đi tại địa phương không người, phía trước một mảnh trắng xóa, cái gì đều không nhìn thấy, nàng có chút sợ hãi, ma ma. Ma ma. Ca ca, nàng cố gắng muốn hô lên âm thanh, thế nhưng là mặt cho nàng đem hết toàn lực, làm sao cũng không kêu được, lồng ngực của nàng giống như là có đồ vật gì ngăn chặn, đặc biệt khó chịu, để nàng có chút không kịp thở khí, phút chốc dưới chân của nàng đạp phải thứ gì. Thân thể một cái lão đảo, ngã trầm trên mặt đất tay đụng phải cái gì dinh dính đồ vật nàng cúi đầu chỉ thấy trên tay tất cả đều là máu dinh dính máu nàng tay run một cái mẹ máu thật là nhiều máu thế nhưng là nàng không kêu được làm sao cũng không kêu được xương trắng tản ra nàng thấy rõ người chết một chỗ thi thể tất cả đều là người chết trên người của bọn hắn tất cả đều là máu mà lại bọn hắn tử vong đến giống như rất thống khổ phút chốc một cái thanh âm yếu ớt vang lên cẩm nhi đau đại bá đau quá đại bá cẩm nhi bỗng nhiên trở lại chỉ thấy tầng bản núi máu thịt be bét nằm trên mặt đất tay run rẩy nhấc lên một mực đang kêu gọi nàng đại bá ngươi làm sao rồi đại bá ngươi không nên gặp chuyện xấu đại bá chạy quặng mỏ muốn nổ nhanh Tần bản núi phút chốc nắm chặt nàng tay, đẩy nàng, không ngừng hò hét, cha ta đâu? Ba ba ở đâu? Cẩm nhi ánh mắt hốt hoảng nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy tần bản bình thân ảnh, bỗng nhiên oanh một tiếng, đinh tai nhức óc. Đối với bạo tạc cực kỳ sợ hãi cẩm nhi, bỗng nhiên kinh ngồi dậy, cha, bên cạnh hứa tú trân nghe tiếng, lập tức ngồi dậy, làm sao đâu? Cẩm nhi, ma ma ở đây, ba ba dưới lầu đâu? Cẩm nhi, làm sao đâu cẩm nhi nghe hứa tú trân thanh âm lúc này mới phát hiện là giấc mộng nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem hứa tú trân ma ma không thể đi quặng mỏ không thể đi quặng mỏ muốn nổ thật muốn nổ ta nhìn thấy đại bá cho nổ phải ngô nàng lời còn chưa dứt hứa tú trân đã che lấy miệng của nàng cẩm nhi ngươi đừng nói mò đại bá của ngươi thật tốt thật tốt đang ngủ tại nông thôn rất kiên kỵ người sống nếu như nói cái gì nổ chết sẽ điềm xấu cho nên hứa tú trân không để cẩm nhi nói xong đồng thời an ủi nàng cảm xúc đều là mộng giả không phải thật sự cẩm nhi không có việc gì ngủ đi cẩm nhi rất sợ hãi rất sợ hãi ma ma thật nhiều sợ hãi ba ba không thể đi quạng mỏ thật thật không thể đi thật tốt không đi không đi khi trước đi ngủ được không hứa tú trân đem nàng đè lên giường kéo chăn mền vỗ nhẹ dỗ ngủ cẩm nhi lau lau nước mắt nhìn xem hứa tú trân nghẹn ngào nói ma ma là thật ta không nghĩ không có ba ba ta cũng không nghĩ đại bá nhị thúc xảy ra chuyện không thể đi quạng mỏ hứa tú trân nhìn xem cẩm nhi kia để ý nhỏ bộ dáng đau lòng tại trán của nàng hôn một cái từng ngủ đi tốt không đi trong lòng của nàng ấm áp bởi vì nhìn xem nàng để ý như vậy người một nhà này, hiện tại nàng đã cùng bọn hắn một nhà người, triệt để người một nhà. Hứa tú trân xác thực không có đem Cẩm Nhi nói lời để ở trong lòng, sáng sớm dậy, liền vội vàng làm điểm tâm, sát vách trấn vẫn là xa, cho nên muốn sớm một chút ăn cơm, ăn cưỡi xe đi sát vách trấn, Cẩm Nhi một đêm đều ngủ không được ngon giấc, vẫn nghĩ tối hôm qua mộng, rất chân thực, cái loại cảm giác này phi thường mãnh liệt, không đơn thuần là giấc mộng, chính là nàng dự báo năng lực cho nên nàng nhất định phải ngăn cản ba ba cùng đại bá nhị thúc đi quặng mỏ nhất định không thể đi buổi sáng mọi người ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm tưởng anh trên mặt tất cả đều là vui sướng hôm nay đem sự tình định ra đến qua mấy ngày có thể lên ban mỏ quán rất thiếu người hẳn là ngày mai liền có thể bắt đầu làm việc mà lại tiền lương ngày hôm đó kết tần bản bình nghĩ không có sao cái này tốt hơn công việc còn ngày kết Cẩm nhi nghe đến đó, phút chốc đứng dậy, cha, đại bá, nhị thúc, không thể đi mỏ bắt đầu làm việc làm, không thể đi. Hứa tú trân lập tức giật giật cẩm nhi, để nàng không nên nói. Thế nhưng là cẩm nhi rất cố chấp đẩy ra hứa tú trân tay, ta tối hôm qua làm một giấc mộng, mộng thấy quặng mỏ nổ, thật. Cha, đại bá, nhị thúc, các ngươi không muốn đi, quặng mỏ thật sẽ nổ. Thật sẽ, tần bản bình cưng chiều cười. Cẩm nhi, chỉ là một giấc mộng mà thôi không cần coi là thật đây là quốc gia khai thác mỏ làm sao lại nổ sẽ không rất an toàn cha ngươi tin tưởng ta thật là thật tưởng anh cũng cười cẩm nhi chỉ là mộng không có chuyện gì đại bá của ngươi phúc lớn mạng lớn không có việc gì thật không có việc gì đại bá mẫu không phải thật nhiều nguy hiểm tần lão thái lập tức vẫy gọi cẩm nhi đến sửa trong ngực tới cẩm nhi chần chờ một chút đi đến tầng lão thái trước mặt sửa ngươi tin tưởng ta sao ta không có nói sai ta thật mộng thấy thật ngươi mộng thấy cái gì cẩn thận cùng ta nói một câu cẩm nhi nghĩ nghĩ đem giấc mơ của mình một năm một mười nói cho tầng lão thái đơn độc chưa hề nói tầng bản núi bị nổ chết bởi vì nàng không nghĩ hồi tưởng cũng không nghĩ tầng bản núi xảy ra chuyện tầng lão thái nghe tiếng sầm mặt lại cao tố lan nhìn xem tần lão thái sắc mặt không tốt mẹ ngươi sẽ không thật tin cẩm nhi đi tiểu hài tử nơi nào hiểu những cái này cái này tốt cơ hội tốt không thể lãng phí cũng không phải a à, mẹ một ngày thế nhưng là 30 khối a à, một tháng lân cận một ngàn, nhiều như vậy tiền nhà chúng ta liền có thể ăn thịt hồng tuyết tiền thuốc cũng có được rơi tưởng anh rất kích động mà nói hứa tú trân gượng cười mẹ Cẩm Nhi đến cùng là đứa bé. Tần lão thái trầm ngâm một lát, hôm nay ta và các ngươi mỏ bên trên nhìn xem, lại đến quyết định đi. Mẹ, tần lão thái vỗ mặt bàn, chuyện này cứ như vậy, ăn cơm. Nàng là tin Cẩm Nhi, bởi vì Cẩm Nhi là tiểu phúc bảo, nàng đến trong nhà, chuyện gì đều là xuôi gió xuôi nước. Chương 150, ta làm chủ, không đi, Cẩm Nhi là quan âm nương nương tiểu đồng tử, nàng nói gặp nguy hiểm, vậy khẳng định gặp nguy hiểm bởi vì nàng có thể cảm giác được người một nhà tâm liên tiếp tâm nàng để ý cho nên nàng mới có thể nói mới có thể cảm giác được tần lão thái nghĩ tới đây trong lòng càng thêm cẩn thận dùng qua điểm tâm về sau tần lão thái liền thu thập muốn cùng ba con trai đi sát vách trấn cẩm nhi nghĩ nghĩ sửa ta cũng muốn đi tần bản bình lắc đầu không được nơi đó loạn bẩn ngươi không thể đi ngoan ngoãn ở nhà ở lại Cha, ta không, ta muốn đi. Ta mau mau đến xem, nơi đó có phải là cùng ta trong mộng giống nhau như đúc. Cẩm Nhi rất cố chấp mà nói, nếu như là, như vậy chính là thật, thật sẽ nổ, nàng dự báo năng lực sẽ không sai, gần cha chính là như vậy trốn qua một kiếp, chẳng qua sự kiện kia, cha mẹ cũng không biết, cho nên bọn hắn không tin nàng, nàng phải tự mình đi nhìn xem." Tần lão thái suy nghĩ một chút, vậy liền mang theo Cẩm Nhi cùng đi chứ. Thành, một nhóm bốn cái đại nhân, một đứa bé liền đi sát vách trấn mỏ quán. Đường núi thật là không dễ đi. Xe đạp sóc nảy phải phi thường lợi hại. Tần lão thái liên tục căng dặn, ông chặt ba ba, không muốn quẳng. Ừm, nãy nãy, ta sẽ cẩn thận. Cẩm Nhi nhìn một chút quanh mình, cái loại cảm giác này càng phát mãnh liệt. Chính là chỗ này, tim đập của nàng rất nhanh, bởi vì nàng đối bạo tạc bản thân sợ hãi, cho nên nàng đi ở đây, nàng cảm ứng càng thêm mãnh liệt, xe đạp chỉ có thể cưỡi đến một nửa, sau đó liền cưỡi không đi vào. Tần Bản Bình lúc đầu muốn cổng Cẩm Nhi lên núi, Cẩm Nhi cho cự tuyệt, ba ba, ta có thể tự mình đi. Tần Bản Bình liền để ý như vậy cẩn thận nắm nàng tay, một đoàn người đi vào trên núi. Bên này đốc công biết Tần Bản Bình muốn tới, sớm tại bên kia chờ, Tần Tam Ca, đến rồi. Nhà, đây là nữ nhi bảo bối của ngươi sao? Dáng dấp thật là đáng yêu, Cẩm Nhi nhìn trước mắt người phụ trách này, nói ngọt hô, thúc thúc tốt, nha, tiểu bảo bối, ngươi bao lớn rồi. Trương này miệng nhỏ bôi mật giống như, người phụ trách là cái rất lớn bụng, tuổi trên 50 nam nhân, trên cổ mang theo đũa lớn như vậy dây chuyền, xem xét chính là kẻ có tiền. Tần Bản Lương liền vừa hay nhìn thấy hắn cây kia thô dây chuyền, nhỏ giọng nói thầm, về sau ta có tiền cũng cho trong nhà nàng dâu mua một cây như thế thô dây chuyền. Tần bản núi treo gẹo, em dâu cái kia thích loại này thô dây chuyền, muốn mua hoàng kim, em dâu khẳng định thích hoàng kim, hoàng kim, cái kia ngược lại là. Tố Lan đi theo ta khổ nửa đời người, ta khẳng định phải thật tốt kiếm tiền, cho nàng ngày sống dễ chịu. Tần bản lương xoa xoa đôi bàn tay, nhìn xem quanh mình, tâm là không đè nén được kích động, cẩm nhi nhìn một chút quanh mình địa thế loại kia dự cảm càng phát mãnh liệt. Tần Bản Bình, Tần Lão Thái đều cùng người phụ trách này thương lượng, Tần Bản Lương cùng Tần Bản Núi liền đến chỗ nhìn. Cẩm Nhi lập tức đi theo, Đại Bá, Nhị Thúc, chờ ta một chút. Người trong nhà đều sủng Cẩm Nhi, gặp nàng theo tới, Tần Bản Lương cùng Tần Bản Núi lập tức một người một cái tay nhỏ dắt gấp, sợ nàng chạy mất. Nơi này dãy núi liên kết. Bọn hắn khai thác thời điểm khẳng định là muốn dùng thuốc nổ nổ, thế nhưng là thuốc nổ nổ, khẳng định phải sớm sắp xếp người viên rút lui, làm sao lại nổ đến người. Cẩm nhi đầu óc thật nhanh vận chuyển, lập tức hiểu được, khẳng định là nổ động nổ lỏng về sau, an toàn của bọn hắn biện pháp làm được không đủ, đào sâu, bên trong không, như vậy đổ sụp, liền rất bình thường. Mà lại cái này người nhìn xem tựa như là nhà giàu mới nổi, căn bản không thể nào là chính quy khai thác, cái này quặng mỏ trong núi, mười ngoặc tám công, trời cao hoàng đế xa, lại thêm có người đánh thông quan hệ, muốn toàn diện làm chút gì, không phải cái gì sự tình đơn giản. Nghĩ tới đây, Cẩm Nhi nhìn xem đại bá, nhị thúc, nơi này nguy hiểm, đại bá, nhị thúc, thật, tầng bản núi cùng tầng bản lương cười, nhỏ Cẩm Nhi, làm cái gì cũng có nguy hiểm, chỉ cần mình nhiều chú ý một chút, kiếm lấy tiền liền tốt, ngươi hồng tuyết tỷ tỷ cần rất nhiều tiền thuốc, tầng bản núi áp lực rất lớn, Cẩm Nhi biết, thế nhưng là nàng vừa nghĩ tới trong mộng hắn máu me be bét khắp người nàng liền rất là khó chịu mang theo nước mắt lắc đầu đại bá thật nguy hiểm cẩm nhi nghĩ tất cả mọi người thật tốt tầng bản núi tự nhiên là biết tiểu nha đầu này tâm địa thiện lương cưng chiều xoa nhẹ vào đầu của nàng đại bá biết cẩm nhi nhìn hắn căn bản không biết trong lòng cũng muốn kiếm tiền cái này tầng hồng tuyết cũng thế để cái nhà này đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương sữa là người rất sáng suốt cũng không biết có thể hay không nhìn ra mờ ám a. À. Rất nhiều chuyện, nàng cái tuổi này không nên hiểu, cho nên nàng không thể nói ra được. Đặc biệt là thế giới này pháp tắc sinh tồn, trong núi ngẩn ngơ, chính là mấy giờ, mặt trời lên cao đỉnh đầu, một đoàn người lúc này mới rời đi. Tần lão thái sắc mặt không tốt lắm, tần bản bình, tần bản núi, tần bản lương nhìn xem nhà mình mẹ sắc mặt không tốt, trong lòng cũng lo sợ bất an lên, sợ chuyện này không thành. Mẹ, ngươi thấy thế nào tần lão thái nhìn một chút quanh mình chuyện này không thể làm mẹ đây chính là một ngày ba mươi khối tiền công đi nơi nào tìm công việc tốt như vậy tần bản lương hơi kích động hỏi tần lão thái trừng một chút tần bản lương đi ngồi bên kia nói nàng lão thân thể không quá đi có chút mệt tần bản lương cái này tâm bất ổn mẹ ngài sẽ không thật tin cẩm nhi đi nàng là đứa bé cái gì cũng đều không hiểu tần lão thái một đấm đánh vào tần bản lương trên thân ngươi đây là rơi tiền con mắt bên trong đi ngươi xem một chút cái này bốn bề núi một tòa một tòa đào quá muốn đào được trong núi đi rất nguy hiểm ngươi liền nghĩ tiền không muốn sống rồi ngươi nếu có chuyện gì tố lan ba đứa hài tử nhưng làm sao bây giờ tần bản lương cho mẫu thân mắng một cái như vậy mộng một chút nhỏ giọng nói thầm nhiều người như vậy đều làm được chúng ta làm sao lại không làm được? công trường cũng như thường gặp nguy hiểm, phía trước còn nghe nói công trường đến rơi xuống, ngã chết. tầng bản núi lập tức dùng cùi chỏ đụng đụng tầng bản lương. người nói ít đi một câu, mẹ đều là vì ta tốt. tầng lão thái hơi mỏi mệt cùng ngồi tại trên tảng đá, nhìn một chút quanh mình, người kia không phải người của chính phủ, hắn là trộn đào mỏ. tầng bản bình hơi rung kinh, ngài làm sao khẳng định như vậy? nghèo như vậy nghèo niên đại phía trên lãnh đạo cái nào mang theo như thế thô dây chuyền các ngươi động não suy nghĩ một chút tần lão thái đến cùng là gặp qua thị trường người đào thư ký người như vậy thấy không ít ai như thế trương dương mang theo thô dây chuyền từng cái đều là liêm khiết thanh bạch vải thô áo gai tần bản bình không có lên tiếng tần lão thái vỗ vỗ tại đùi tiếp tục nói ngươi nhìn hắn nói câu nào đều mang chữ thô tục cái này giống đào thư ký hạng người như vậy sao Kinh Tần lão thái kiểu nói này, mọi người cảm giác tựa như là cũng không lên tiếng nữa. Tần lão thái lúc này liền làm chủ, về sau đừng nhắc lại nữa chuyện này, liền tạm thời coi là chuyện này chưa từng xảy ra, các ngươi tìm khắp nơi một tìm việc, không có việc, ngay tại trong nhà trồng trọt đi. Những năm qua không đều là dạng này qua, sao có thể một mực hảo vận có kiếm tiền việc làm. Về phần hồng tuyết tiền thuốc men, ta chỗ này trước đệm lên. Chương 151 trong thôn đều đi tầng gia ba huynh đệ không nói chuyện này bằng với là đút tới bên miệng thịt mỡ đều không ăn bọn hắn cái này trong lòng tự nhiên là có chút không thoải mái cẩm nhi cũng nhìn ra đại bá nhị thúc trên mặt không vui vẻ cũng minh bạch đại bá áp lực còn có kim tiền dụ hoặc nàng lập tức nắm hai vị tay đại bá nhị thúc sẽ tìm được tốt hơn công việc thật so cái này tốt so cái này an toàn nàng là muốn an ủi bọn hắn không để bọn hắn khổ sở, nhìn xem nhu thuận cẩm nhi, sắc mặt của bọn hắn thoáng hòa hoãn một chút, khoảng một giờ chiều, lúc này mới về đến nhà, trong nhà nữ nhân nấu xong cơm, chờ lấy, xem xét bọn hắn trở về, từng cái đều là ủ rũ, tưởng anh không khỏi có chút khẩn trương hỏi, làm sao đâu. Cái này sự tình không được sao? Hay là đối phương lật lọng rồi, từng, không xong rồi, tần gia ba huynh đệ vô tin đã thải ứng thanh tưởng anh sắc mặt lúc này biến, một mặt nóng nảy hỏi, làm sao lại biến? Cái này không phải đã nói sự tình, lão tam, này sao lại thế này? Ngươi cho giải thích giải thích, không chuyện làm, chúng ta hồng tuyết dược phí, nhưng làm sao bây giờ? Tần lão thái thích hợp chen vào lời nói, là ta không để bọn hắn làm, mẹ, ngài đây là tinh cẩm nhi sao? Nàng là đứa bé, nơi nào hiểu những thứ này? Cao Tố Lan hơi gấp hỏi. Tưởng Anh cũng lập tức nói, đúng vậy a, à, mẹ. Ngài cũng không thể hồ đồ a, à, đây là đút tới bên miệng thịt, cái này không ăn, đây không phải ngốc sao? Tần Lão Thái bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt tưởng Anh. Chuyện này đã quyết định như vậy, ai cũng không cho phép nhắc lại. Có nghe hay không? Nói không thể đi, như vậy liền không thể đi. Tần Lão Thái vốn là có thái độ hoài nghi, thế nhưng là đi xem hiện trường về sau, nàng cũng cảm thấy không thể đi, quá nguy hiểm mà lại cẩm nhi là tiểu phúc bảo, quan âm nương nương đồng nữ, nàng mơ giấc mơ như thế, khẳng định là có ngụ ý, tưởng anh nháy mắt không dám lên tiếng, cao tố lan cũng không nói chuyện, hứa tú trân trong trường học vội vàng, cho nên cũng không biết chuyện này, đến trưa, cao tố lan cùng tưởng anh ngay tại cùng một chỗ, lại nhảy chuyện này, thậm chí lôi kéo cẩm nhi hỏi lung tung này kia, cẩm nhi, ngươi sửa có phải là tin ngươi lời nói? Ngươi đi nói cho sữa, kia là mộng mà thôi, giả, dạ. đại bá thiếu cái này tiền, ngươi biết không? Cẩm nhi nhìn xem hai cái bá nương khẩn trương như vậy, trong lòng của nàng có chút ấy nấy, khẽ cắn môi dưới, không được, cẩm nhi không thể đi nói, nơi đó thật nguy hiểm, cẩm nhi, tưởng anh có chút gấp lôi kéo cẩm nhi tay, hơi dùng sức một chút, bóp nàng có chút đau, cẩm nhi kéo ra tay, đại bá mẫu, ngươi bóp đau nhất ta, tưởng anh cảm xúc kích động, căn bản không có nghe được, Bên này Tần Lập Huy nghe, bỗng nhiên liền lao đến, đẩy ra Tưởng Anh, "Đại bá mẫu, ngươi đem muội muội ta bóp đau nhất, không cho phép ngươi khi dễ nàng." Tưởng Anh nhìn xem Cẩm Nhi bị mình bóp đỏ thủ đoạn, nàng khổ sở gục đầu xuống, "Thật xin lỗi, ta là quá gấp." Tần Lập Huy nhìn thoáng qua Tưởng Anh, "Ngươi không muốn tìm ta muội muội, ngươi muốn tìm, đi tìm nãi nãi đi, đây là nãi nãi làm chủ." Tưởng Anh không nói chuyện, cúi thấp đầu, lau nước mắt gấp đến độ như là chảo nóng con kiến. Năm nay chuyện gì đều không thuận. Hồng Tuyết điên, việc cũng không có tìm được. Vậy phải làm sao bây giờ? Ai? Sầu cho nàng ban đêm ngủ không được. Cao Tố Lan tự nhiên không có áp lực lớn như vậy. Nhìn nàng dạng này khóc, cũng có chút mềm lòng. Được rồi, trong nhà không còn có chúng ta, sẽ tốt. Đã mẹ làm như vậy, khẳng định có mẹ nó đạo lý. Mẹ cũng nói, nàng sẽ lấy tiền, tạm thời định lấy. Mẹ nó tiền đều là nàng tiền quan tài a à, chúng ta dùng về sau nàng lão liền không có tiền tưởng anh biết rõ đạo lý này cho nên xưa nay không suy nghĩ lão thái thái tiền cao tố lan sâu kín thở dài một hơi nghĩ thoáng chút ngươi tiếp tục như vậy đừng hồng tuyết không có tốt ngươi lại cho bệnh thành ta đi trong đất lật qua thổ nàng mặc dù có chút không vui vẻ thế nhưng minh bạch lão thái thái làm việc từ trước đến nay đều có chính mình đạo lý nhớ ngày đó, nàng muốn gả cho tần bản lương, nhà mẹ đẻ mẹ là không đồng ý, lão thái thái đi hai hồi, nhà mẹ đẻ mẹ liền cho đồng ý, lão thái thái tin lấy liệt. Vu gia bên trong chuyện không tốt, nàng là đoạn sẽ không làm, nghĩ đến là thật rất nguy hiểm đi, nghĩ đến tiền, vẫn là một nhà chỉnh chỉnh tề tề tốt, thật có chuyện gì, các nàng nương mấy cái, sống thế nào, bọn nhỏ đều còn nhỏ. Cao Tố Lan rất nhanh liền sách thanh, chỉ là để người không nghĩ tới chính là, kia mỏ quán chuyển đường thế mà đến trong thôn đến nhận người, không ít trẻ tuổi tráng hán đều đi ghi danh, rất nhiều hàng xóm đều đang hỏi, ai, nhà các ngươi đây là tìm được tốt hơn việc sao? Làm sao không đi mỏ quán, tiền công ngày kết A, mà lại một ngày 30 khối, đối đấy, cao như vậy tiền công, đầu năm nay đi nơi nào tìm? Coi như đi kinh đô cũng chưa chắc có cao như vậy tiền công, ai, ngươi khuyên cái gì? Người ta lão tần nhà vượng lên, không cần đi kiếm cái kia việc khổ cực. Đào quán, vẫn là rất vất vả, không có thèm. Không có thèm, tưởng anh cùng cao tố lan nghe, kia trong lòng thật mọi loại cảm giác khó chịu, hứa tú trân coi là chuyện này là cẩm nhi nguyên nhân, nàng cái này trong lòng cũng hơi ấy nấy, tiền ngược lại là không có cái gì, chỉ là không dám cùng cao tố lan, tưởng anh nói thêm cái gì. Chính Nguyệt 15. Tết thoáng qua một cái, bọn nhỏ đều đi học, thanh tuyền thôn hơn phân nửa người đều cho chiêu đi sát vách trấn quặng mỏ công việc, vừa mới bắt đầu đều là trạng vạn tối liền trở lại, còn cầm tiền công, nhưng cao hứng, đằng sau trở về phải càng ngày càng muộn, người là càng ngày càng mệt mỏi, tần lão tam liền không nhịn được lãi nhãi, cái này người chính là gian thương, để bọn hắn nếm đến ngon ngọt, đằng sau liền bắt đầu trì hoãn tan tầm, ta nghe nói thiết ngư tối hôm qua 12 điểm mới trở về cả người đã mệt mỏi nằm sấp, hôm nay trực tiếp phát sốt, co quắp trên giường, bên trên không được công. Nói là xin phép nghỉ một ngày, muốn trừ 10 đồng tiền, một ngày thêm một ngày. Tần bản lương nghe lời này, sắc mặt nháy mắt biến, đúng như mẹ nói, cái này người thật không phải phía trên người A, à. thật sự là gian thương, ngẫm lại, chúng ta không có đi cũng là tốt, tưởng anh không có lên tiếng. Nàng cái này trong lòng như cũ cảm giác khó chịu, mắt thấy hồng tuyết thuốc muốn ăn xong, trên tay lại còn không có tiền đi mua, trong đất hoa màu cũng mới xuống dưới, cũng chưa tới thu hoạch thời điểm. Giật gấu vá vai A, à. ba tháng trời, chợt ấm còn lạnh, bọn nhỏ chịu đựng chịu đựng, xem như đến cuối tuần. Cho tới trưa, Khương cô ngay tại tầng gia ở lại, vừa để xuống học, nhìn xem một đám hài tử trở về. Trong thôn người nhiều chuyện lý lớn hoa liền bắt đầu lải nhải, cái này lão tầng nhà thật đúng là có tiền A, à, lại cho Khương gia nuôi hài tử cái này thợ mỏ lớn thịt mỡ không muốn, liền cho người ta nuôi hài tử, mỗi ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Có ý nghĩa gì? Vẫn là nhà ta nam nhân mạnh, lúc này mới nửa tháng, đã cầm bốn năm trăm trở về, hôm nay ta liền định mua cái lớn giò trở về cho hắn bổ một chút, nghe những cái này chuyện phiếm, khương côn nhướng mày, nhặt tảng đá liền muốn cho lý lớn hoa ném đi qua, cẩm nhi lập tức án lấy hắn, ngươi làm cái gì? để ta cho nàng chút giáo huấn. Khương Côn tức giận rút tay. Chương 152, quặng mỏ đổ sụp, nàng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, ngươi liền không sợ nàng đi lên cho ngươi hai tay ánh sáng. Ngươi đánh thắng được. Cái này Khương Côn chính là xúc động cực kỳ, lão tử không sợ, lão tử đập nát nàng tráng. Khương Côn một bộ muốn chiến đấu tới cùng bộ dáng, Cẩm Nhi im lặng lật một cái liếc mắt, vậy ngươi nghĩ tới gừng thẩm một mặt phải bận rộn sinh ý, còn muốn đến cho ngươi xử lý những chuyện này, có mệt hay không, vất vả hay không? Khương Côn nhìn xem Cẩm Nhi, ném trong tay tảng đá, đúng đúng, ngươi dạy phải, vậy ta không đánh liền tốt, thế này mới đúng. Đi, không để ý tới nàng, ta sửa hôm nay nổ sốt giòn thịt. Vừa vặn rất tốt ăn. Cẩm Nhi nắm Khương Côn tay, liền nhảy cà tưng trở về nhà. Cẩm nhi chân vừa tới nhà mình cửa sân, sau lưng liền có người gõ cái chiên gào thét gào thét lên. Bình thường trong thôn có đại sự gì, đều sẽ gõ cái chiên, như vậy mọi người mới có thể nghe được. Đây là cẩm nhi lần thứ hai nghe được gõ cái chiên, lần trước là tên côn đồ kia mình ngã chết thời điểm, không đầy một lát, từng nhà đều đi ra người. Ngay tại nấu cơm tưởng anh, Cao Tố Lan, cũng đều ra tới, mới vừa từ trong đất trở về tầng gia ba huynh đệ cũng lập tức mạnh vọt qua quá nhiều người, thật ồn ào náo, Khương Côn một tay lấy Cẩm Nhi ôm đến viện tử đá mài bên trên, thế nào? Nhìn thấy sao? Ừm, nhìn thấy, Cẩm Nhi mơ hồ nhìn thấy trong đám người có người thụ thương, lòng của nàng hơi hồi hộp một chút, bỗng nhiên trầm xuống, quặng mỏ xảy ra chuyện sao? Nàng phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến cái này, quả nhiên, nhanh. Đi quặng mỏ vớt người A. Nhanh, quặng mỏ đổ sụt chôn không ít người ở phía dưới, mà lại người phụ trách chạy. Không có người cứu người, không người nào dám đi. Thôn chúng ta bên trong ép mấy cái xuống dưới, lý lớn hoa, nhanh. Chồng của ngươi cũng đè ở phía dưới, vừa mới còn tại chế dỗ lão tầng nhà lý lớn hoa, chân mềm nhũng, tầng đại vừa A. À. Ngươi cũng không thể vứt bỏ chúng ta nương ba A, bị ép gia thuộc một mặt khóc thét lên, một mặt cầu cứu trong thôn tráng háng có rảnh toàn bộ đều cầm da hỏa vội vàng chạy tới sát vách trấn quạng mỏ cũng may nhà trưởng thôn năm nay mua thêm một cái đại tam vòng xe trực tiếp liền lôi kéo người cả xe tiến về quạng mỏ đám nam nhân đều ra ngoài trong nhà mấy nữ nhân ngồi trên bàn một mặt tái nhợt có chút nghĩ mà sợ lau lau mồ hôi lạnh trên trán trời ạ à, nếu không phải mẹ cơ linh lúc này đặt ở quạng mỏ hạ sẽ không phải là nhà ta tưởng anh tay đều đang rung nếu như bản núi đã xảy ra chuyện gì, chúng ta nương ba nhưng làm sao bây giờ? Hồng tuyết còn bệnh, đại lực thành tích học tập lại tốt. Mẹ, ngài thật là có dự kiến trước, tần lão thái nhìn chầm chầm tưởng anh, lại nhìn bên kia tại nhà mình đá mài bên trên kêu khóc lý lớn hoa, ta liền nhắc nhở qua các nàng, đây không phải chính quy khai thác, sẽ có ngoài ý muốn. Hết lần này tới lần khác không nghe. Liền tham điểm ấy món lời nhỏ, đáng thương những hài tử kia, chỉ mong không có chuyện gì, nàng nói, không khỏi nhìn về phía Cẩm Nhi, cái này tiểu phúc bảo mộng làm được thật là tốt, cũng may nàng tin nàng, đi tìm hiểu một phen, không phải nơi nào có thế phát hiện vấn đề, tránh tràn tai nạn này, ngẫm lại, nàng đều là sau sống lưng sinh lạnh, đám nam nhân trở về có thể muốn rất lâu, cho nên tần lão thái liền làm chủ, đem cơm ăn trước, cho bọn hắn lưu một chút. Hài tử không thể đói bụng chờ bọn nhỏ tuổi còn nhỏ, cũng không biết quặng mỏ đổ sụp áp xuống tới là bao lớn sự tình, mà Cẩm Nhi biết, trong thôn tiếng khóc không ngừng, bị ép nữ quyến khóc không ngừng, Cẩm Nhi ngồi tại đá mài ngẩn người, Tần Lão Thái ngồi tại bên cạnh nàng, nắm bắt nàng băng lãnh tay nhỏ, Cẩm Nhi, đi vào nhà. Đêm nay bên trên còn lạnh, đừng cảm mạo, Cẩm Nhi ngẩn khuôn mặt nhỏ, sữa, ta làm mộng là thật. Nhưng vì cái gì bọn hắn không tin ngài, hết lần này tới lần khác muốn đi. Đau quá, nàng đúng là không rõ, vì cái gì những người kia hết lần này tới lần khác muốn đi, thậm chí còn chế giễu nhà bọn hắn, đặc biệt là lý lớn hoa, trước một giây đều muốn đắc chí thượng thiên, một giây sau khóc thành dạng này, cảm giác kia không dễ chịu đi. Tần lão thái đem nàng tay nắm trong lòng bàn tay sưởi ấm, cẩm nhi, bởi vì bọn hắn thiếu tiền, những gian thương này chính là nghĩ đến người trong thôn trung thực, lại thiếu tiền, cho nên mới lợi dụng bọn hắn hiện tại xảy ra chuyện người đều chạy ai thật là nhiều đều góp đi vào vậy phải làm sao bây giờ sửa có biện pháp giải quyết sao cẩm nhi nghĩ chuyện này khẳng định không thể ngậm bồ hòn mặc dù không có lan đến gần người nhà của nàng nhưng là tên gian thương kia quá đáng ghét hiện tại người chạy không cứu người cũng không chịu trách nhiệm những cái này gia đình lúc đầu khó khăn người phải làm sao, chẳng lẽ chờ chết, chôn ở trong động mỏ cũng không phải chuyện nhỏ, muốn làm sao cứu, dựa vào ba ba cùng đại bá bọn hắn, tuy có khí lực, nhưng không có khiếu môn A, cái này nhiều chậm trễ một phút đồng hồ, sinh mệnh liền sẽ có nhiều một điểm nguy hiểm A, tần lão thái nhìn xem cẩm nhi, biện pháp giải quyết, vâng. sửa, muốn cứu người, Cẩm Nhi không ngừng cho nãi nãi nhắc nhở, hy vọng nàng có thế kịp phản ứng nãy nãy thật là người thông minh một giây sau lập tức kịp phản ứng ta biết ta lập tức đi một chuyến trong thành ta đi tìm đào thư ký chuyện này muốn lên báo muốn cứu người giành giật từng giây vâng sữa ta cùng đi với ngươi không được trong đêm không an toàn mà lại lập tức chỉ có ban một xe vào thành ngươi không đuổi kịp nói xong tần lão thái lập tức gỡ xuống trên người tạp về trở về phòng bên trong nhưng quay đầu lại nghĩ không thành thời gian quá gấp gấp chờ ta đuổi tới trong thành thời điểm đã muộn sửa ngài quên công xã có điện thoại cẩm nhi đều gấp đúng đúng đào thư ký phía trước cho điện thoại ta ta lập tức gọi điện thoại cho hắn báo cáo chuyện nơi đây vệ quốc đều bận rộn cứu người khẳng định là quên cái này gốc rạ Tần lão thái lập tức cầm mình sách nhỏ, chạy tới công xã, cũng may nàng người quen biết nhiều, rất nhanh cầm tới công xã văn phòng chìa khóa, ngay lập tức cho đào thư ký gọi điện thoại. Quả nhiên, trong thành các lãnh đạo căn bản không biết trong thôn phát sinh chuyện lớn như vậy, kỳ gian thương chính là nhìn trúng sát vách trấn tại trong núi lớn, giao thông không tiện, cho nên to gan chọn ở đây khai thác mỏ, xảy ra chuyện, còn dám chạy, hắn coi là trời cao hoàng đế xa, không ai quản cái này cùng một chỗ địa, nhưng lại không biết, nơi này có cẩm nhi, tương lai thế giới thiên tài thiếu nữ, đêm hôm ấy, chú định không bình tĩnh, cẩm nhi đều ngủ được không an ổn, dù sao nhiều năm như vậy nhân mạng, hứa tú trân vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, không có chuyện, ba ba không có việc gì, rất nhanh liền sẽ trở về, ngoan, ngủ đi, cẩm nhi nhìn xem hứa tú trân, ma ma, sẽ chết rất nhiều người sao. Hứa Tú Trân không nghĩ tới nữ nhi sẽ hỏi tới nơi này, nàng là đếm cỡ nào thiện lương mới có thể nghĩ tới đây, dù sao nàng mới 6 tuổi a, à, nàng hôn một chút gương mặt của nàng đều sẽ cấp cứu ra tới. Ừm. Ta cũng cảm thấy, Cẩm Nhi chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, tất cả mọi người không có việc gì, bình thường trong thôn hàng xóm vẫn là đều đau nàng, đang ăn cái gì, chỉ cần Cẩm Nhi đi ngang qua, bọn hắn đều sẽ cho cho nên Cẩm Nhi không nghĩ bọn hắn có việc. Chương 153, Cố Tiêu nhiên nhỏ dụ muội muội, Cẩm Nhi dự liệu được kết quả này, nhưng là nàng không biết muốn làm sao đi thay đổi, dù sao nàng là một đứa bé. Trời chậm rãi nổi lên mây bụng trắng, Cẩm Nhi rốt cuộc ngủ không được, lật ngồi dậy, bên ngoài vẫn là yên lặng, một điểm động tĩnh đều không có. Cẩm Nhi xuyên quần áo, đến dưới lầu, Hứa Tú Trân ngay tại làm điểm tâm, xem xét nàng xuống tới, làm sao dậy sớm như thế, mẹ. Ta tới giúp ngươi nhóm lửa đi, được, lò trước cũng nóng hổi, Cẩm nhi hỗ trợ thêm lấy củi, trong nhà đã không có cho heo ăn, bởi vì ba ba mụ mụ đều phải công việc, cho nên không có thời gian quản, cho nên điểm tâm cũng liền làm được rất đơn giản, chịu khoai lang bát cháo, nấu trứng gà, đồng thời xào một cái ớt xanh sợi khoai tây, còn chưng một cái bánh bột mì, là mama ma tự mình làm bánh bột mì, bên trong kẹp lấy bọt thịt nhưng hương nhưng hương thường ngày cẩm nhi đều chỉ cố lấy ăn nhưng hôm nay nàng không muốn ăn chút nào một là bởi vì tầng bản bình vẫn chưa về nàng lo lắng hai là sợ hãi chết quá nhiều người dạng này lại có bao nhiêu cái gia đình phá thành mảnh nhỏ nàng đặc biệt sợ hãi nhìn thấy trong mộng hình tượng hứa tú trân nhìn nàng dạng này trong lòng có chút vui mừng lại có chút đau lòng đứa nhỏ này thật quá thiện lương thật giống mẫu thân nói như vậy là quan âm nương nương đồng nữ lòng dạ từ bi tâm địa thiện lương rốt cục trong thôn đám nam nhân trở về cẩm nhi ngay lập tức xông ra đến bên ngoài trên đường chỉ thấy mọi người một mặt mỏi mệt toàn thân vô cùng bẩn cẩm nhi kích động hô ba ba tần bản bình lập tức chạy tới lúc đầu muôn ôm ôm một cái nữ nhi bảo bối xem xét trên người mình bẩn liền lui ra phía sau một bước cười đang chờ ba ba sao ba ba các thúc thúc đều cứu ra sao, nàng lời này rơi, tần lão thái tới, những người kia gặp nàng đến, lập tức đi lên trước, tần tam nương, tạ ơn ngài, nhờ có ngài kịp thời cho đào thư ký gọi điện thoại, phía trên phái người chuyên nghiệp xuống tới, lúc này mới đem mọi người từ trong động mỏ cứu ra, tạ ơn ngài, ngài quả thực chính là Bồ Tát sống A, thanh tuyền thôn bị nhốt có 20 người, đổ sụp một bộ phận, đem hắn nhốt ở bên trong, nhưng là không có đè ở phía dưới cho nên thụ thương thiếu chỉ có lý lớn hoa gia tần đại vừa bởi vì sốt ruột muốn đi ra ngoài chạy nhanh cho nên cho ép tổn thương chân lúc này đã đưa đến bác sĩ vương bên kia đi sát vách trấn thụ thương không ít một cái thôn đều là đoàn kết tại cùng một chỗ làm việc sát vách trấn vừa lúc ở một khối bên kia sập phải lợi hại nhất đè chết một cái ép tổn thương mười cái đào thư ký bên này đều đã thu xếp hướng trấn bệnh viện đưa tần vệ quốc cũng lưu lại hỗ trợ lý lớn hoa đã khóc gáy gáy chạy tới thôn vệ sinh đứng nhìn nhà mình nam nhân vương đại mụ lau lau nước mắt tần tam nương đã nhắc nhở chúng ta chúng ta lại không nghe lão nhân nói lúc này đáng đời ăn thiệt thòi lần sau cũng không thể chiếm những cái này tiện nghi đúng vậy a à, đúng a à. vẫn là nhờ có tần tam nương tạ ơn tam nương từng cái cảm động đến rơi nước mắt chỉ kém không có quỳ xuống tần lão thái thở dài một hơi đều mau về nhà uống miệng nóng nghỉ ngơi một hồi đi đào thư ký biết chuyện này như vậy nhất định sẽ ra rõ đến cùng cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng người không có việc gì liền tốt nghỉ ngơi nhanh đi nghỉ ngơi tạ ơn tam nương tần lão thái nháy mắt thành thanh tuyền thôn bồ tát sống từng cái đều cảm kích nàng mà lại từng nhà còn đưa tới cái gì gà a à, thịt a à, việt a à, còn có nhà mình loại rau quả chất đầy mái hiên tần lão thái nhìn xem những vật kia Suy nghĩ Cẩm Nhi cùng lời nàng nói, đều là Cẩm Nhi nhắc nhở nàng, nàng lúc này mới nghĩ đến Đào thư ký, mới có thể nhanh như vậy cho Đào thư ký gọi điện thoại, để mọi người được cứu, không phải tại mỏ phía dưới, những tráng háng này sợ đều phải nín chết, Phúc Bảo, thật sự là tiểu Phúc Bảo, giúp trong nhà tránh khó, cái này còn cứu người cả thôn a. Chuyện này sao? Tần lão thái đi đâu, đều sẽ trở thành tiêu điểm, từng cái đều cảm kích nàng, xưng nàng là sống Bồ Tát chuyện này cũng không có mấy ngày, tên gian thương kia liền bắt lại, mà lại ra một cái, ra ra từng chuỗi, cho thủ thương quần chúng bồi thường tiền, đồng thời theo luật pháp xử trí, chuyện này mới hoàn toàn kết thúc. Mặc dù tầng gia ba huynh đệ còn không có tìm tốt hơn công việc, đều ở nhà trồng trọt, nhưng cũng không có gì, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, an toàn tập hợp một chỗ, liền phi thường tốt, xuân qua hạ đến, đảo mắt, liền đến bọn nhỏ mong đợi ngày quốc tế lao động mặc dù trong nhà có không ít việc nhà nông muốn làm nhưng là nghĩ vẫn là rất vui vẻ tan học cùng ngày cố tiêu nhiên đến rồi cẩm nhi một mặt ngoài ý muốn nhìn xem cố tiêu nhiên tiêu nhiên ca ca qua sang năm đều đi qua hai ba tháng cái này còn là lần đầu tiên thấy mặc dù bọn hắn có trò chuyện nhưng khẳng định không bằng gặp mặt cố tiêu nhiên cầm một đống lớn đồ vật tới tất cả đều là một chút ăn uống a à, mới mẻ đồ chơi a à cứ tú trân nhìn một mặt ngượng ngùng em gái ngươi đến chính là tại sao lại tốn kém cho cẩm nhi mua nhiều như vậy vật nhỏ đây đều là tiêu nhiên ý tứ nói nàng quay người không có nhìn thấy điền tiểu dụ ai tiêu nhiên muội muội của ngươi đâu cẩm nhi nghe xong còn có cái muội muội cố di tiêu nhiên ca ca nhiều một người muội muội sao là biểu muội của nàng gọi điền tiểu dụ lúc này có rảnh liền theo chúng ta cùng một chỗ xuống nông thôn nàng tĩnh nguyệt vẫn là thật thích tiểu nữ hài này cẩm nhi út một tiếng nhìn một chút quanh mình liếc mắt liền thấy phía sau xe còn tại lau giày điền tiểu dụ nàng mặt đỏ tươi váy giữ lại một đầu sóng vai tóc dài lại đen lại thẳng mà lại trên đầu cài lấy màu trắng dây lụa kẹp tóc dưới chân mặt màu trắng bít tất còn có một đôi màu hồng nhỏ dày da nàng xuống tới thời điểm đoán chừng không nhìn thấy bùn một chân dẫm lên bùn đi lên cho nên lúc này ngay tại không ngừng sát dày da bên trên bùn. Cẩm nhi lập tức giật giật cố tiêu nhiên góc áo, tiêu nhiên ca ca, muội muội của ngươi dày giống như bẩn, ngươi giúp nàng lau một chút. Cố tiêu nhiên năm nay lại dài một chút vóc, cao hơn, cẩm nhi đều muốn ngửa đầu nhìn hắn, chẳng qua hắn vẫn là hắn, thanh âm rất ôn nhu, chẳng qua thanh âm có chút biến, hẳn là đến biến âm thanh kỳ. Hắn quay đầu nhìn về phía điền tiểu dụ ánh mắt hơi rét, không cần. Cẩm Nhi a một tiếng, nhìn xem phá lệ đạm mạc Cố Tiêu Nhiên, đây không phải muội muội của hắn sao? Vì cái gì hắn nhìn nàng giống là người xa lạ đồng dạng, lãnh đạm, thật kỳ quái. Cẩm Nhi còn chưa kịp hỏi, Triệu Tĩnh Nguyệt đã đi qua, nhỏ dụ, đừng sát, tới, ta giới thiệu cho ngươi. Điền Tiểu Dụ tươi cười như hoa đi tới, Triệu Tĩnh Nguyệt giới thiệu, đây là Cẩm Nhi, sao ngươi nhỏ hơn một tuổi, cho nên cũng là muội muội đây là tầng da ba người ca ca, cái này hứa di, đây là tầng nải nải. Điền tiểu dụ nhìn một chút cẩm nhi, dáng dấp cũng không có gì đặc biệt, xuyên được thật là thổ, vẫn là dày vải, màu lam quần, thật xấu. Mặc dù con mắt to, nhưng là ngũ quan xấu, hừ, về phần nàng ba người ca ca, càng là thổ bất lạp kỹ, cái này hứa di, cũng không có gì đặc biệt, cái này nải nải. Hung hăng, điền tiểu dụ ở trong lòng ghét bỏ nửa ngày, trên mặt lại là cười tủm tỉm, đi lên trước, ngọt ngào trước hô trưởng bối, tần nải nải, hứa di, các ngươi tốt, ta là Điền Tiểu Dụ, ta năm nay 7 tuổi, lên tiểu học năm 3, ta nhảy cấp 1. Bởi vì những cái này tiểu học tri thức thật quá đơn giản, năm nay mùa thu còn dự định trực tiếp nhảy đến năm thứ tư đi. Chương 154, Cẩm Nhi nhặt một khối bảo thạch, Điền Tiểu Dụ nói xong, còn nhặt váy, hơi gấp thân, đi một cái công chúa lễ cứ tú trân cùng tần lão thái nhìn nhau một cái lúng túng cười a da nhỏ dụ dáng dấp cựa như trên tivi minh tinh đồng dạng ta chính là minh tinh a à. tết xuân liên hoan tiệc tối ta đi lên nhảy một chi thiên nga múa các ngươi không nhìn thấy sao điền tiểu dụ rất tự hào nhẹ dơ lên kiên xuống hạm tần lão thái phối hợp cười a đại minh tinh đến trước mắt ta đến ta sống đến cái này số tuổi nhìn thấy đại minh tinh thật sự là giá trị giá trị Triệu Tĩnh Nguyệt cứng rắn cười, lập tức giật giật Điền Tiểu Dụ, ngươi tranh thủ thời gian cùng ca ca, cẩm nhi cùng nhau chơi đùa đi. Chúng ta đại nhân có việc nói, Tần Lập Huy lập tức đi lên trước, nhỏ dụ, ta lớn hơn ngươi nửa tuổi, cho nên cũng coi là ca ca của ngươi, đi, chúng ta cùng đi chơi. Hắn nói, vương tay, Điền Tiểu Dụ lại hoàn toàn đem hắn coi như không khí, đi thẳng tới cố tiêu nhiên bên người, ôm lấy cố tiêu nhiên cánh tay tiêu nhiên ca ca ta muốn đi xem ngươi ở đây nhà cố tiêu nhiên không chút biến sắc cởi ra điền tiểu dụ tay ta cùng cẩm nhi có việc chính ngươi chơi đi nói xong hắn trực tiếp lôi kéo cẩm nhi tay hướng trong nhà đi tần lập huy nhếch miệng lập tức đuổi theo kịp mọi người đều đi liền đem điền tiểu dụ một người nhét vào nơi đó điền tiểu dụ tức giận đến nâng lên má buộc tử bại hoại đều là đại phôi đảng cẩm nhi quay đầu nhìn thoáng qua thấy điền tiểu dụ tại nguyên chỗ kỳ quái hỏi tiêu nhiên ca ca ngươi không mang tới nàng sao nàng lần đầu tiên tới nơi này chớ đi ném tầng lập huy vây quanh hai tay lần đầu tiên tới nàng hẳn phải biết đừng có chạy lung tung cũng không phải bốn năm tuổi em gái ta nhìn ngươi đừng lo lắng nàng con mắt mọc ở trên đầu trong mắt nàng trừ cố tiêu nhiên ai cũng xem thường bạch dài một tấm khuôn mặt dễ nhìn chẳng qua nàng không có hắn cẩm nhi muội muội đẹp mắt cố tiêu nhiên tán đồng nói không cần phải để ý đến nàng cẩm nhi cũng không nghĩ nhiều dù sao cũng không phải nàng muội mà lại trong mắt nàng địch ý nàng cảm thấy nàng cần gì phải liếm láp mặt đi lấy lòng nàng mới kinh thường tần lập huy cố tiêu nhiên cẩm nhi ba người liền đi chơi triệu tĩnh nguyệt kéo tần lão thái hứa tú trân đến phòng bên trong phút chốc lấy ra một tờ thẻ ngân hàng a à, đây là đưa cho ngươi Hứa Tú Trân nhìn xem thẻ ngân hàng sửng sốt một chút, đây là Cái gì? Nàng nơi nào thấy qua? Trong thành, trên trấn tiết kiệm tiền đều là dùng sổ tiết kiệm. Triệu Tĩnh Nguyệt cười, đây là thẻ ngân hàng, bên trong có một khoản tiền. Cái này tiền là thuộc về các ngươi. Hứa Tú Trân nghe xong là tiền, lập tức thả lại Triệu Tĩnh Nguyệt tay bờ, muội tử, ngươi làm sao cho ta tiền? Chúng ta bây giờ rất tốt, không thiếu tiền, tiền này là các ngươi Triệu tỉnh Nguyệt bận bịu đem thẻ ngân hàng đẩy qua, cái gì gọi là là chúng ta? Chúng ta chẳng hề làm gì, sao có thể bánh từ trên trời rớt xuống? Hứa tú trân càng là hồ đồ, triệu tỉnh Nguyệt xuất ra một phần văn kiện, đây là giám định sách. Hứa tú trân nghi ngờ tiếp nhận giám định sách, đọc lên âm thanh, ngọc lục bảo chất lượng 20, lớn nhỏ, nàng là không hiểu ra sao, mà tần lão thái nhận ra ảnh chụp, cái này đây có phải hay không là cẩm nhi năm trước đưa cho tiêu nhiên tảng đá bên trong thế nào là lục triệu tỉnh nguyệt cười kiên nhẫn giải thích mặt ngoài là một khối đá kỳ thật bên trong là ngọc lục bảo cũng chính là ngọc lục bảo mà lại chất lượng phi thường cao tần lão thái bỗng nhiên kịp phản ứng ngươi nói là cẩm nhi nhặt một khối bảo thạch đúng tần lão thái cùng hứa tú trân nghe xong là bảo thạch cũng không hỏi bao nhiêu tiền mà là nói nhưng cẩm nhi đưa cho tiêu nhiên đó chính là tiêu nhiên a à, ngươi đem nó bán rồi còn xếp thành tiền triệu tĩnh nguyệt nhìn xem bọn hắn cái này thuần phát bộ dáng thật là từ đáy lòng bên trong thích xuất ra hai cái hộp gấm chúng ta bán một bộ phận lưu lại một bộ phận đánh thành hai viên mặt dây chuyền hai hài tử một người một viên dạng này cẩm nhi cũng coi là đưa tiêu nhiên lễ vật đúng không cái khác liền bán dù sao thứ này đặt vào quá chiêu tạc mà lại chúng ta cầm cũng vô dụng. Lúc đầu nghĩ đến cho các ngươi tăng trị, nhưng quay đầu nghĩ, trên tay các ngươi cũng thiếu tiền, cho nên liền trực tiếp tiền mặt, giá cả tuyệt đối là cái tốt giá cả. Hứa Tú Trân nhìn trước mắt thẻ ngân hàng, lại nhìn kia hai viên xinh đẹp mặt dây chuyền, xem xét chính là nam nữ khoản, mà lại là một đôi. Nàng trong lúc nhất thời, không biết muốn nói cái gì cho phải, tâm tình cực kỳ phức tạp, một là bởi vì nhiều như vậy tiền, hay là bởi vì Cố gia đem bảo thạch làm như vậy mặc dây chuyền, ý tứ, Triệu Tĩnh Nguyệt coi là hứa Tú Trân vẫn là ngượng ngùng lấy tiền, lập tức nói, Tú Trân, ngươi làm sao như thế cố chấp đâu, lễ vật này, chúng ta tiêu nhiên nhận lấy, tiền còn lại, chính là các ngươi, dù sao cũng là Cẩm Nhi phát hiện tảng đá, chúng ta muốn thu lại, mới gọi ngượng ngùng. Mà lại đây là tiêu nhiên ý tứ. Các ngươi liền thu, trong thành đưa một bộ phòng ở cái gì? hoặc là làm chút gì buôn bán nhỏ, về sau Cẩm Nhi trong thành đi học, tốt bao nhiêu. Tần Lão Thái lập tức làm chủ, Tú Trân thu cất đi, đây là chúng ta Cẩm Nhi phúc khí. Nhạc Bảo Thạch, lại gặp gỡ cố gia tốt như vậy người. Cho nên cầm, Triệu Tĩnh Nguyệt liền thích Tần Lão Thái dứt khoát, đúng, Tam Nương nói đúng. Thoải mái nhận lấy, mà lại chúng ta còn làm phiền ngươi nhóm giúp ta chiếu cố một chút tiêu nhiên, hắn muốn tại nông thôn ngốc một hồi ta còn có việc, liền phải về trước, kia. Nhà đầu kia, ta hẳn là sẽ cùng một chỗ mang đi. Triệu tỉnh Nguyệt biết Điền Tiểu Dụ không phải cái gì đèn đã cạn dầu, liền tham sống sự tình, nàng vốn là không muốn mang nàng đến, nhưng nàng dây dưa đến cùng lấy đến, muội muội lại mở miệng, nàng tự nhiên là không tiện cự tuyệt, tần lão thái nghe xong muốn dẫn đi, nàng cái này thở dài một hơi. nha đầu này cảm giác cũng không phải là cái gì người hiền lành, nhìn cẩm nhi ánh mắt nhưng lạnh nàng muốn tại khẳng định sẽ trong bóng tối khi dễ cẩm nhi đi tốt nhà nàng cẩm nhi quá thiện lương người trong thôn thụ thương nàng đều lo lắng nha đầu này lợi hại như vậy cẩm nhi bị khi dễ không chừng còn thụ lấy các đại nhân cái này vừa mới thương lượng xong sự tình hứa tú trân đem thẻ ngân hàng tất kỹ kết quả bên ngoài liền truyền đến tiếng khóc là điền tiểu dụ tiếng khóc triệu tĩnh nguyệt lập tức chạy ra ngoài làm sao đâu đây là làm sao đâu các đại nhân một chút lâu liền thấy điền tiểu dụ một tiếng chật vật đứng ở nơi đó bên cạnh còn có vui sướng tận hứng tuyết cầu chính ở chỗ này nhảy tới nhảy lui nó càng là nhảy điền tiểu dụ làm cho càng là lớn tiếng thậm chí khóc đến không thể ngăn chặn tần lão thái lập tức quát tuyết cầu tới tuyết cầu sửng sốt một chút lập tức chạy tới ghé vào tần lão thái bên người không dám lên tiếng Điền tiểu dụ trên thân đã bẩn, mà lại dọa cho phải khuôn mặt nhỏ tái nhật, tay nàng run rẩy chỉ vào tuyết cầu, đại di, đem nó làm thịt. Làm thịt nó. Nó cố ý làm ta sợ, nó muốn cắn ta, còn đem ta bổ nhào. Tuyết cầu nghe xong muốn đem nó làm thịt, lập tức thử lấy răng, hung tợn nhìn chầm chầm điền tiểu dụ, hứa tú trân lập tức án lấy tuyết cầu đầu, tuyết cầu, đừng làm rộn. Tuyết cầu lúc này mới ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, Triếu rít hai tiếng, nhẹ ngoắc ngoắt cái đuôi. Chương 155, nhận thầu công trường, triệu tỉnh nguyệt khẽ nhíu lông mày, chó cũng là sinh mệnh, cũng bởi vì hù đến ngươi, ngươi liền phải đem nó làm thịt sao. Điền tiểu dụ xem xét triệu tỉnh nguyệt hung nàng, khóc đến lợi hại hơn, đại di. Nó cắn ta. Nhào ta. Ngươi nhìn y phục của ta, đây chính là ba ba mới từ nước Pháp mang cho ta trở về váy. Triệu tỉnh nguyệt không có lên tiếng, đi trong xe đổi đi đại di cái này sự tình không thể tính như vậy nó là xúc vật nó không sai là chủ nhân của nó nhất định là chủ nhân của nó sai sự nó khi dễ ta nếu không xa a là sẽ không chủ động công kích người điền tiểu dụ vốn là nghĩ oan uổng cẩm nhi cho nên cố ý kéo tới nơi này cái kia cũng có thể là có người cố ý chiêu nó nó mới có thể đi công kích người cố tiêu nhiên phút chốc đi tới thanh âm lạnh lùng giải thích, cẩm nhi tán đồng gật đầu, vâng, tuyết cầu một mực rất ngoan, rất nghe lời. Liền trong nhà gà cũng sẽ không truy, còn cùng gà làm bạn tốt. Làm sao lại nhào người, Tần lập huy vây quanh hai tay, trên dưới giò xét, một mặt trào phúng, nói rõ ngươi còn không bằng gà làm người khác ưa thích, cho nên tuyết cầu mới có thể công kích ngươi. Điền tiểu dụ nghe lời này, tức giận đến dậm chân một cái, khóc lên, ngươi mới là gà cả nhà ngươi đều là gà. a, à, triệu tĩnh nguyệt cho mày, một mặt ghét bỏ hắn giọng một cái, đi, ta sớm cùng ngươi nói qua, nông thôn cùng trong thành không giống, ngươi nhất định phải đến, lập tức lên xe thay quần áo, cùng ta về thành bên trong đi. Điền tiểu dụ nghe xong muốn đem nàng mang về kinh đô, lập tức lau lau nước mắt, nhìn xem triệu tĩnh nguyệt, bắt đầu nũng nịu, đại di, ta sai, ta không nên phát cáo, ta không trở về thành bên trong ta muốn ở lại chỗ này chơi ta vừa tới không thích ứng cho nên lỗi của ta thật xin lỗi đại di thật xin lỗi tần lão thái nhìn xem cái này hí tin nha đầu trong lòng kêu khổ nha đầu này muốn thật lưu lại kia chuyện phiền toái khẳng định không ít điền tiểu dụ sợ triệu tĩnh nguyệt không nguyện ý một mực nũng nịu, một mực nhận lầm triệu tĩnh nguyệt vốn là mềm lòng nàng thiếu nữ nhi cho nên hiếm có nữ nhi điền tiểu dụ thường đến nhà của nàng nàng cũng làm nửa cái nữ nhi cho nên nhất thời mềm lòng liền đáp ứng cố tiêu nhiên lập tức mặt đen thui ta không rảnh chiếu cố nàng điền tiểu dụ lập tức cười tủng tỉm nói tiêu nhiên ca ca ta sẽ tự mình chiếu cố chính mình cố tiêu nhiên đạm mặt liếc nhìn nàng một cái lập tức chào hỏi tuyết cầu quay người lên lầu cẩm nhi cũng phải theo tới thời điểm điền tiểu dụ bỗng nhiên chạy tới ông chặt lấy cánh tay của nàng cẩm nhi chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Cẩm Nhi không chút biến sắc cởi ra nàng tay. Điền Tiểu Dụ biết nàng không nguyện ý, lập tức nói, Cẩm Nhi, ngươi là nữ sinh, bọn hắn là nam sinh. Nam sinh cùng nam sinh chơi, nữ sinh cùng nữ sinh chơi, cùng nam sinh chơi cùng một chỗ, nhiều xấu hổ a. À. Cố Tiêu Nhiên nghe lời này, lập tức quay người, hung ác trừng mắt Điền Tiểu Dụ. Điền Tiểu Dụ, Cẩm Nhi là muội muội ta, cũng không phải thân sinh, ngươi. Cố tiêu nhiên tức giận đến tay nắm phải rung lên kèn kẹt, hắn chán ghét nàng đến cực điểm, phi thường chán ghét, triệu tỉnh nguyệt lúc này đến giảng hòa, khụ khụ, nhỏ dụ, nam sinh cùng nữ sinh đồng dạng, cũng có thể làm bạn tốt, mà lại đều là ca ca, cái gì xấu hổ hay không, không nên nói lung tung. Điền tiểu dụ nhìn xem triệu tỉnh nguyệt, vốn chính là A, lớp chúng ta nữ sinh cũng không cùng nam sinh chơi. Trai gái khác nhau, Cẩm Nhi nghe tiếng, Âm thầm kéo khóe miệng, một bộ đọc đủ thứ thi thư bộ dáng, nhìn xem thật là khiến người ta cảm thấy đủ đủ. Nàng cố ý đứng ở cố tiêu nhiên bên người, mỗi người giới tuyến không giống, trong mắt của ta, bọn hắn chính là ta thân nhất ca ca. Ngươi cảm thấy trai gái khác nhau, như vậy ngươi bảo trì khoảng cách nhất định đi. Nói xong, hắn trực tiếp lôi kéo cố tiêu nhiên, tầng lập huy lên lầu, điền tiểu dụ ai một tiếng, các ngươi chờ một chút ta, không muốn mặt, da mặt dày tiểu hồ ly tinh tiếng phòng ngủ tần lập huy lập tức kéo cửa lên đồng thời khóa trái mặc cho điền tiểu dụ ở bên ngoài làm sao gõ cửa gọi thế nào hô tần lập huy cũng không cho mở cửa cố tiêu nhiên lúc này mới phát hiện bọn hắn tiến chính là cẩm nhi phòng ngủ màu hồng ga giường treo đầy giấy gãy ngôi sao còn có bánh chưng còn có bảo bảo xương hương khí thật tốt nghe cả phòng đều là cẩm nhi hương vị cẩm nhi không thể làm gì mở ra hai tay Tam ca, ngươi đừng để ý tới nàng. Chúng ta tới chơi bài đi, nói, nàng kéo ra ngăn kéo, xuất ra một bộ dài bài, Tần Lập Huy xem xét kia bài, liền bắt đầu, liền không thể chơi điểm khác bài. Cái này ta sẽ không. Hơn nữa còn kém một người, a, à, vậy chúng ta đi tìm Khương Côn ca ca đi, thành, Tần Lập Huy nghĩ Khương Côn rất hung, có thể đem Tần yêu nhưng trống khóc, nhất định có thể thu thập điền tiểu dụ, nói ba thằng nhãi con lại xuống tới, cưỡi xe đạp liền chạy. Điền tiểu dụ đều là ngồi xe nhỏ, nơi nào sẽ cưỡi xe đạp, không có đuổi kịp, tức giận đến tại chỗ dậm chân, tay thật chặt bóp thành nắm đấm, đi khương côn nhà, mãi cho đến buổi chiều. Bốn một nhân tài trở về, đồng thời tần yêu thế nhưng đến, điền tiểu dụ một mặt quán khí nhìn xem mấy người, các ngươi vì cái gì bỏ xuống ta, vì cái gì không để ý tới ta. Tần lập huy cười lạnh, xe đạp còn tại đó, chính ngươi không cưỡi, cái gì gọi là chúng ta không để ý tới ngươi, chúng ta vứt bỏ ngươi, tần yêu có thể đi tiến lên, vừa đi vừa về dò xét điền tiểu dụ, ngươi cho rằng ai? Công chúa A, tất cả mọi người muốn xoay quanh ngươi, phục vụ cho ngươi sao? Nghĩ đến ngây thơ, nói xong, tần yêu nhưng trực tiếp hung tận đụng qua điền tiểu dụ, đâm đến điền tiểu dụ suýt nửa ngã sắp xuống. Nàng hơi tức giận trừng mắt tần yêu nhưng, ngươi vì cái gì đụng ta? có sao? Ngượng ngùng. Ta không phải cố ý. Tần yêu buồn cười phải tặc cơ linh, lôi kéo cẩm nhi tay liền lên lâu. Điền tiểu dụ đến ngày đầu tiên, nhận hết vĩ khuất, cố tiêu nhiên còn không để ý tới nàng. Tối hôm đó, triệu tĩnh nguyệt liền phải về thành bên trong làm việc. Nhìn nàng trôi qua như vậy không vui vẻ, liền nghĩ đem nàng mang đi. Nhưng điền tiểu dụ chết sống không chịu, triệu tĩnh nguyệt cũng không có cách nào, đành phải giữ nàng lại tới ban đêm lúc ăn cơm tần bản bình một mặt vui sướng nói là có một cái mới ý nghĩ đại ca nhị ca ta gần đây tìm một cái công trường ta nghĩ nhận thầu xuống tới nhận thầu tần bản núi sửng sốt một chút cái này cần dùng tiền đi tần bản bình gật đầu vâng ta cùng tú trân mẹ thương lượng một chút cẩm nhi nhặt bảo thạch gãy một chút tiền ta liền nghĩ cầm số tiền này tới làm sinh ý dù sao đạt cũng là đạt Tần Bản Lương Nghi hoặc nhìn Tần Bản Bình, làm cái gì? Công trường sự tình nhân nhiều, chúng ta thành một đoàn đội, chuyên môn tại trên công trường làm tiểu công, bởi vì mỏ bên trên một chuyện, thôn chúng ta bên trong rất nhiều người đều cảm thấy trồng trọt không có cái gì tiền đồ, không thể thay đổi thiện trong nhà sinh hoạt, hiện tại trong thành phát triển nhanh vô cùng, còn nhiều cơ hội kiếm tiền. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền cùng ta làm một trận." Tần Bản Bình suy nghĩ chuyện này, đã suy nghĩ rất lâu, mà lại cũng trong thành hiểu rõ, chỉ là không có tiền, hiện tại Cẩm Nhi liền mang đến cho hắn cái này bôi gió đông. Hắn phải thật tốt bắt lấy cơ hội này, mà lại dưới mắt liền đã có sẵn cơ hội. Chương 156, Nguyên Lai tìm quan hệ, Tần Lão Thái nói, các ngươi yên tâm đi, sự tình trong nhà, có nữ nhân chúng ta. Thời gian này muốn quá mức đỏ, như vậy liền nhất định phải xong chúng ta lão tần nhà không thể cả một đời mặt hướng đất vàng, lưng hướng lên trời. Cao Tố Lan cũng gật đầu, ừm, chúng ta điềm điềm mật mật khiêu vũ phi thường có thiên phú, lão sư nói về sau có thể ăn chén cơm này, nhưng là nếu không thiếu tiền, bản lương ngươi cùng lão tam thật tốt làm, vạn nhất nhà chúng ta nha đầu liền làm vũ đạo gia, nàng rơi, ngồi ở trong góc điền tiểu dụ cười lạnh, vũ đạo gia nơi nào là dễ dàng như vậy liền có thể làm tối thiểu phải có 10 năm trở lên vững chắc bản lĩnh, ta liền không giống, ta năm ngoái liền lên Tết Xuân Liên Hoan tiệc tối. Mọi người nghe lời này mặc dù không vui vẻ, nhưng đại nhân làm sao lại cùng hài tử so đo, điềm điềm mật mật không vui vẻ cúi đầu ăn cơm. Cẩm nhi nhìn tỷ tỷ bị ủy khuất, trong lòng cũng không thoải mái, lập tức lên tiếng, nhỏ dụ tỷ tỷ, ngươi lợi hại như vậy, muốn không cùng ta điềm điềm mật mật tỷ tỷ sau so một lần, so ngươi nói đùa cái gì? Tỷ tỷ ngươi tài học, ta đã học 4 năm vũ đạo, đây là có thể so sánh sao? Điền tiểu dụ một bộ thiên nga trắng, cao cao tại thượng dáng vẻ, điềm điềm mật mật cũng có chút sợ, còn giật giật góc áo của nàng, ra hiệu các nàng không nghĩ so. Cẩm nhi trong lòng tự có chủ ý, nhỏ dụ tỷ tỷ, ngươi là không dám sao? Ai nói ta không dám? Điền tiểu dụ thụ phép khích tướng, lập tức các lại bác, đến trong viện ương, âm nhạc đâu? cẩm nhi lập tức mở ra radio điền tiểu dụ nghe thổ khí âm nhạc một mặt ghét bỏ cái này âm nhạc ta liền miễn cưỡng nhảy hai đoạn cho các ngươi nhìn xem để các ngươi mở mang kiến thức một chút nói nàng theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa nàng học chính là ba lê cái này phi thường khảo nghiệm kiến thức cơ bản mà lại nàng cũng xác thực có nội tình nhảy rất tốt dù sao có thể lên tiết mục cuối năm nơi nào là người bình thường có thể so sánh điền tiểu dụ nhảy xong nhẹ dơ lên cái cầm nhìn xem điềm điềm mật mật, các ngươi tới, điềm điềm mật mật không muốn tới, một là các nàng không có tự tin, hai là các nàng xác thực nhảy không bằng nàng tốt, cẩm nhi lại nắm lấy hai người tỉ tỉ tay, các ngươi nhảy múa không giống, nàng nhảy không giống, không cần tận lực cùng các nàng so. Các ngươi nghe âm nhạc, nhảy liền tốt, cả bàn người đều sửng sốt. Trước kia không có phát hiện nhỏ Cẩm Nhi miệng như thế biết ăn nói, mà lại giống như cái gì đều hiểu có muội muội cổ vũ, điềm điềm mật mật lập tức đứng ra ngoài, tại âm nhạc dẫn đạo dưới, hai tỷ muội lập tức tiến vào trạng thái, cẩm nhi ở trong lòng một mực hò hét, tỷ tỷ nhất bổng. Tỷ tỷ nhất bổng, quả nhiên, các nàng trạng thái càng ngày càng tốt, toàn thân đều tràn ngập lực lượng, thấy hiện trường đại nhân đều ngây người, nhảy xong hơn nửa ngày, tầng bản lương cái này mới phản ứng được. tốt. Nữ nhi của ta nhảy thật tốt. Thật tốt từ trước đến nay đạm mạc, ít nói cố tiêu nhiên cũng vỗ tay, điềm điềm mật mực, mực nhảy phi thường giàu có tình cảm, mà lại rất có linh khí, rất tốt. Điền tiểu dụ cũng có chút ngoài ý muốn, nông thôn bên trong hai cái vừa học khiêu vũ nha đầu thế mà nhảy tốt như vậy, nàng không có lên tiếng, im lặng ngồi xuống, cẩm nhi nhìn xem điền tiểu dụ, nhỏ dụ tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta nhảy không sai đi, điền tiểu dụ nhẹ dơ lên kiên xuống ba, cũng không tệ lắm phải không? chẳng qua so với ta liền kém xa. Ta là các ngươi vĩnh viễn cũng đủ không đến cao độ, cố tiêu nhiên ánh mắt lạnh như băng nhìn sang, ngươi bên trên tiết mục cuối năm, không phải là bởi vì gia gia ngươi sao. Điền tiểu dụ không ngờ tới cố tiêu nhiên biết chuyện này, ngươi nói mò gì đâu, phải hay không phải, trong lòng ngươi rõ ràng, tưởng anh lập tức nghe rõ, nguyên lai like lên TV, vẫn là thông qua quan hệ A, còn không biết xấu hổ khoe khoang. Cao Tố Lan đón lấy lời nói, điềm điềm mật mật mặc kệ nhảy tốt và không tốt các ngươi đều muốn khiêm tốn chỉ có dạng này người mới có thể đi cao hơn càng xa lúc đầu mọi người xem nàng như tiểu hài bao dung nhưng nàng lại một lần lại một lần khi dễ điềm điềm mật mật cho nên hai đại người lúc này mới nhịn không được điền tiểu dụ tức giận đến ném đổ trực tiếp không ăn hứa tú trân có chút bận tâm tiêu nhiên nàng di không cần phải để ý đến cố tiêu nhiên một mặt không quan trọng hứa tú trân nhìn xem cẩm nhi nhẹ trừng nàng một chút cẩm nhi coi như không nhìn thấy nàng không thích nàng trong bóng tối khi dễ hai tỷ tỷ nàng tại sao phải nhịn nàng chính là muốn cho nàng ra oai phủ đầu điền tiểu dụ không tại toàn gia ăn cơm ngược lại ăn đến càng nhẹ nhõm càng vui vẻ hơn một chút điềm điềm mật mật tâm tình cũng vô cùng tốt nhìn xem cẩm nhi cẩm nhi muội muội cám ơn ngươi cám ơn ngươi vừa mới cổ vũ chúng ta không phải chúng ta cũng không dám trước mặt người khác khiêu vũ. Cẩm nhi chính là biết lá gan của các nàng kém như vậy một chút điểm, cho nên cổ vũ các nàng đi lên. Hiện tại cũng coi là bước qua cái thứ nhất khảm, hơn nữa còn ép điền tiểu dụ một đầu, hiện tại các nàng càng có lòng tin đi. Hai người tỷ tỷ dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại có linh khí, về sau nhất định sẽ có triển vọng lớn. Tưởng anh kia là đầy mắt ao ước, nhìn xem điềm điềm mật mật, liền nghĩ đến nhà mình hồng tuyết hồng tuyết cảm xúc vẫn còn bất ổn định chẳng qua sẽ không nửa đêm khóc trống sau bữa ăn hứa tú trân đều không nhìn thấy điền tiểu dụ trở về không khỏi có chút bận tâm cẩm nhi ngươi cùng tiêu nhiên đi tìm dưới đừng xảy ra cái gì sự tình cẩm nhi nhìn một chút bên ngoài quả thật có chút muộn tiêu nhiên ca ca chúng ta cùng đi tìm đi cố tiêu nhiên toàn cảnh là đạm mạc vốn là không muốn đi cẩm nhi rất nói nghiêm túc nàng muốn thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn ngươi tiểu di nhất định sẽ rất khó chịu đi. Cố tiêu nhiên nhìn xem Cẩm Nhi, ngươi cũng lo lắng sao? Cẩm Nhi nghĩ nghĩ, nàng nếu có chuyện gì, mẹ ta sẽ lo lắng. Từng, cố tiêu nhiên liền đi ở phía trước, khắp nơi đi tìm người. Chung quanh đen như vậy, nàng có thể chạy đi đâu? Nhà bên kia, nàng không có chìa khóa. Cẩm Nhi tìm hai vòng không nhìn thấy người, không khỏi cũng có chút bận tâm. Nàng có thể hay không rớt xuống cái gì hầm ga mê tan, rất nguy hiểm. Nghĩ tới đây, nàng lập tức vỗ vỗ tuyết cầu, tuyết cầu nhanh, đi tìm khắp nơi một tìm, tuyết cầu nghe chỉ lệnh, lập tức nhảy nhảy ra ngoài, không đầy một lát, liền nghe được điền tiểu dụ tiếng thét chói tai, a, à, ngươi cút ngay cho ta. Thối chó, không đầy một lát tuyết cầu liền rủ cục lấy cái đuôi chạy tới, một mặt thụ thương, cẩm nhi xoa nhẹ vào đầu của nó, tuyết cầu, ngươi là một con rộng lượng chó, không muốn cùng nàng so đo thật sự là chọc người ghét thật không biết nàng lưu tại nơi này mục đích là cái gì một thân công chúa bệnh tính tình lại nuông chiều ai cũng không để vào mắt dáng vẻ cố tiêu nhiên đi lên trước quát khẽ lên tiếng ra tới điền tiểu dụ cho cố tiêu nhiên như thế quát một tiếng nước mắt cuồn cuộn ra bên ngoài rơi cố tiêu nhiên ngươi hung cái gì hung ta một người sợ mới trốn ở chỗ này ta cũng là muội muội của ngươi Ngươi vì cái gì liền không thể thật tốt đối ta." Nói, nàng càng là khóc đến lợi hại, hôm nay ngày đầu tiên tới, điền tiểu dụ dày vò ra không ít hài tử, hàng xóm đều lắc đầu thở dài, lão Tần nhà thật sự là phát thu một cái phiền toái tinh, trong thành này nha đầu làm sao như thế yếu ớt. Nhìn xem người ta cẩm nhi, thật đúng là chịu không được. Chương 157, ném đồ đạc của nàng, người ta ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời có thể cùng ngươi những cái này cục đất so sánh, nhìn tới nhìn lui, vẫn là tiêu nhiên đứa nhỏ này tốt, một điểm trong thành hài tử mau bệnh đều không có, còn giúp lấy lão tần nhà làm cái này làm kia, cái này sẽ không là lão tần nhà lặng lẽ định tương lai con rể đi, ngươi nhìn cùng cẩm nhi cái này tốt, là giả liền hướng cái này nông thôn chui, ai u, ngươi đừng nói nhìn như vậy, thật sự là xứng, phi. Các ngươi nói bậy, tiêu nhiên ca ca là ta hắn là ta điền tiểu dụ nghe một lỗ tai lúc này liền mắng trở về những cái này hàng xóm không dám chọc cái này tiểu công chúa quay người liền tán ban đêm cố tiêu nhiên một người về phòng ở mới điền tiểu dụ lưu tại cẩm nhi nhà hứa tú trân còn thu xếp cùng cẩm nhi cùng ngủ một cái giường điền tiểu dụ lúc này nói ra không được ta không muốn cùng nàng cẩm nhi cũng ngửa đầu mẹ ta và các ngươi ngủ đi như thế lớn còn cùng mẹ ngủ ngươi mất mặt không mất mặt điền tiểu dụ nhỏ giọng nói thầm liên quan gì đến ngươi cẩm nhi thật sự là không thể nhịn được nữa quay người liền vung nàng bốn chữ lúc này tất cả mọi người sửng sốt bởi vì cẩm nhi tính tình mềm giống như là gạo nếp nắm đồng dạng nói chuyện nhẹ giọng thì thầm liền thô tục đều không mắng cái này đột nhiên rống người còn có chút hung đem mấy người ca ca đều cho sửng sốt tần lập minh lập tức nói cẩm nhi ngươi ngủ ca ca giường ta và ngươi tam ca chen một chút cẩm nhi trừng mắt điền tiểu dụ thật nhiều không nghĩ để nhưng ai bảo nàng là khách nhân cơm tối nàng khi dễ nàng sự tình ma ma đã rất không cao hứng cho nên nàng liền nhịn tốt đại ca hứa tú trân lúc đầu coi là cẩm nhi còn muốn đổi xuống dưới cũng may nàng nhường cho nàng lập tức nói được được vậy liền trở về phòng ngủ đi cẩm nhi đến ma ma cho ngươi thay cái ga giường ngươi ca ca mồ hôi nhi lớn. Tần Lập Minh thật thà sờ sờ đầu cười, mẹ, ta đã vừa mới đổi mới, thơm ngào ngạt, thật. Cẩm nhi mong đợi đẩy cửa ra, qua, ca ca, ngươi phun nước hoa a, à, thật sự rất thơm. Tần Lập Minh đến cùng lớn, không giống tiểu nam sinh, hắn tâm tư tinh tế một chút, hứa tú trân đều không đành lòng cười cười. Cái này tam tiểu tử là từng ngày phát triển, mà lại có muội muội về sau, rõ ràng thận trọng một chút, hiểu được khiêm nhượng, chiếu cố muội muội, công việc tốt, về sau bọn hắn có chuyện gì, cũng không sợ cẩm nhi thụ người khác khi dễ, có tam tiểu tử chiếu cố nàng, bọn hắn cũng yên tâm, ban đêm nằm trên giường, hứa tú trên kể xong cố sự, rất nghiêm túc nhìn xem nàng. Cẩm nhi cho ánh mắt của nàng thấy có chút khiếp ý, trục cổ một cái, mẹ, là nàng kinh người quá đáng, điềm điềm mật mật tỉ tỉ vốn là có chút khiếp đảm, không nguyện ý bên trên sân khấu. Các nàng là thật sự có thiên phú, nàng lại dạng này chế dẻo các nàng. Sẽ cho các tỷ tỷ in dấu xuống bóng tối, hứa Tú Trân thật là không thể làm gì, ngươi a, à, ngươi trường này miệng nhỏ, lúc nào trở nên như thế biết ăn nói, nghĩ lấy đến đây nhà chúng ta, làm cái gì đều là cẩn thận từng ly từng tí, thở mạnh cũng không dám, hiện tại thế mà biết che chở người trong nhà. Trong lòng của nàng là vui sướng, nàng khẽ vuốt sợi tóc của nàng, ngươi muốn giúp tỷ tỷ Hộ tỷ tỷ tâm tư ta minh bạch, nhưng là Cẩm Nhi, làm người muốn kiêm tốn, không muốn cùng người kết thù, mà lại ngươi là tiểu chủ nhân, nàng là nhỏ khách nhân, không thể như thế hà khắc. Mẹ, ngươi gặp qua nàng không nói lý lẽ như vậy nhỏ khách nhân sao? Cẩm Nhi tới này cái nhà không làm sao nói, đó là bởi vì cảm ơn, cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng là đều nhịn để cho. Nhưng người bên ngoài khi dễ nàng, khi dễ nàng người trong nhà nàng liền sẽ không nhịn. Điền tiểu dụ quá nhận người nhàn, nàng kiếp trước, chính là làm theo ý mình, không có người dạy nàng làm người như thế nào, nàng chính là nghĩ muốn làm thế nào, liền làm như thế đó, cảm thấy khó chịu, liền đổi, liền động thủ. Nhưng bây giờ nghe ma ma những lời này, nàng lại cảm thấy mình có phải là thật hay không có chút quá, hứa tú trân liền biết cẩm nhi là cái phi thường thiện lương nha đầu, xem xét nét mặt của nàng, nàng cưng chiều cười, được rồi, đây cũng không phải là đại sự gì, đừng để trong lòng. Ở bên ngoài người khác khi dễ ngươi, ngươi đương nhiên vẫn là muốn khi dễ trở về, không có thể làm cho mình thụ ủy khuất, biết sao, từng, đạt được mụ mụ an ủi, cẩm nhi tâm tình vô cùng tốt, xinh xắn như hạ hoa, để hứa tú trân không khỏi để trong lòng đau, sáng sớm. Sáng sớm chim chóc liếu ríu réo lên không ngừng, Cẩm Nhi thoải mái lật cả người, ca ca giường ngủ mặc dù không bằng gian tiểu ngủ đưa giường của nàng đệm dễ chịu, nhưng ngủ được cũng còn tốt, nàng vốn là không chọn giường, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa muốn đứng dậy, liền nghe được hành lang bên trên cái gì thùng thùng thanh âm, cẩm nhi lập tức mang giày tử đi ra ngoài, liền gặp nàng trong phòng ngủ đồ vật chồng lầu một nói, nàng thích sách, nàng thích bé con, cẩm nhi tay bỗng nhiên bóp thành nắm đấm, điền tiểu dụ, ngươi đang làm cái gì? Điền tiểu dụ lười biến bên trong ra tới, ta đối với mấy cái này thấp kém đồ vật dị ứng, cho nên vứt bỏ lạc. Cẩm nhi bỗng nhiên bước nhanh đi lên trước, trừng mắt điền tiểu dụ, đây là đồ của ta, ngươi dị ứng, có thể để ta lấy đi. Ngươi dựa vào cái gì vứt bỏ ta đồ vật, nàng quả thực tuyệt không xứng đáng đến tôn trọng của nàng, quá phận tới cực điểm. Điền tiểu dụ nhìn xem cẩm nhi kích động dáng vẻ, bất đắc dĩ mở ra hai tay, ta nghĩ những vật này cũng đáng không được mấy đồng tiền, cho nên liền làm chủ cho ngươi mất đi. a, à, bồi tiền của ngươi. nói, liền ném một tấm tiền mặt tới. cẩm nhi nhìn xem chậm rãi phiêu rơi trên mặt đất tiền. khi cổ lửa bỗng nhiên vọt lên, phản phất muốn đưa nàng thông phệ, tức giận đến nàng toàn thân phát run. lúc này nhặt lên trên đất tiền nhét về điền tiểu dụ túi, cút, lăn ra ngoài. đây là nhà của ta, ta không chào đón ngươi lăng. Cẩm nhi gần như dùng hết khí lực toàn thân tru lên, lập tức ba người ca ca lập tức đánh tới, làm sao đâu. Muội muội, Tần Lập Huy xem xét trên đất con rối, còn có sách vở, ai ném, Điền Tiểu Dụ nhìn một chút Cẩm Nhi, lại nhìn ba người ca ca, không có chút nào ý tứ hối cải, ta ném, những vật này, ta dị ứng, nếu như ta không ném đi, ta thở khò khè phạm, kia là sẽ muốn mệnh đến lúc đó các ngươi phụ nổi cái này trách sao? Mạng người của ta trọng yếu. Vẫn là những cái này thấp kém đồ chơi trọng yếu. Tần Lập Huy nghe những lời này, hỏa khí liền lên đến, bỗng nhiên nhào tới trước, một cái dắt lấy điền tiểu dụ góc áo, ngươi đi cho ta. Chớ vào em gái ta gian phòng một bước, Tần Lập Minh cũng rất tức giận, hung dữ trừng mắt nàng, mà Tần Lập Thanh trực tiếp không chút khách khí nói, ngươi lễ nghĩa liêm sĩ đâu cha mẹ ngươi là như thế này dạy ngươi sao? Mặc dù ngươi là khách nhân, nhưng đây là em gái ta đồ vật, ngươi dị ứng, ngươi có thể để muội muội ta tới bắt đi, mà không phải đem ném ở nơi này, mặc cho bọn hắn nói thế nào, điền tiểu dụ đều phản phất giống như không nghe thấy, thậm chí để ra tầng lập huy tay. Lấy ra tay bẩn thiểu của ngươi, đừng đụng ta, cái này khí diễn cực kỳ phách lối, tần lập huy rốt cuộc không cần khách khí, dùng sức kéo một cái, Lăng phải càng xa càng tốt. Điền tiểu dụ đẩy ra tầng lập huy tay, đừng đụng ta. Cẩm nhi nhìn đến đây, tay không khỏi bóc thành nắm đấm, phút chốc bổ nhào qua, hung hăng dùng sức đẩy. Chương 158, nàng cố ý đẩy ta, điền tiểu dụ một cái trọng tâm bất ổn, trực tiếp té ngã trên đất, đập đến trán, phịch một tiếng, cố tiêu nhiên lên lầu, vừa vặn liền thấy cảnh này, hắn đầy rẫy khiếp sợ nhìn xem cẩm nhi, nhìn lại điền tiểu dụ. Điền Tiểu Dụ tráng nháy mắt chảy xuống một vòng tinh hồng huyết châu. Điền Tiểu Dụ cảm giác được đau, chạm nhẹ sờ cái trán, khi nhìn đến máu lúc, lập tức khóc ra tiếng đến, tiêu nhiên ca ca, máu. Ta chảy máu. Tần Cẩm Nhi đẩy ta, nàng là cố ý đẩy ta. Tiêu nhiên ca ca, Cẩm Nhi nhìn xem Điền Tiểu Dụ đầu quảng phá, trong lòng của nàng vẫn là lột bột một chút, nàng không nghĩ tới lực đạo của mình sẽ lớn như vậy, nàng cắn cắn môi, nhìn xem cố tiêu nhiên, là ta đẩy, nàng không phủ nhận, hắn muốn mắng nàng, nàng cũng sẽ không cãi lại, nhưng là, nàng kinh người quá đáng, cố tiêu nhiên nhìn xem khóc đến lợi hại, đồng thời không phủ nhận cẩm nhi, tay bỗng nhiên bóp thành nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng khóa tại điền tiểu dụ trên thân, ngươi đến cùng làm cái gì? Cho nên cẩm nhi mới có thể tức giận như vậy, hắn lời này vừa rơi xuống, cẩm nhi đều sửng sốt. Hắn thế mà là hướng về nàng, tin tưởng nàng, biết nàng không phải cố tình muốn thương tổn nàng, mà là nàng quá phận trước đây, trong lòng của nàng hung tận cảm động một cái. Tần Lập Huy bên này lập tức chen lên trước nói, tiêu nhiên ca, đem ngươi nhà đại tiểu thư lĩnh đi thôi, nhà chúng ta thật nuôi không nổi nàng, nàng thật là kinh người quá đáng. Nàng chiếm lấy muội muội gian phòng, còn đem muội muội đồ vật tùy tiện ném loạn, một điểm lễ phép, gia giáo đều không có, Tần Lập Thanh cũng tới trước, mặc dù nhà chúng ta không có tiền muội muội đồ vật cũng không đáng tiền nhưng là những vật kia đều đối muội muội tới nói có không giống ý nghĩa cái kia thỏ bé con là nải nãy, nãy lần thứ nhất vào thành mua cho nàng những cái kia sách là ngươi tặng còn có một ít là chúng ta bớt ăn bớt mặc cho muội muội chuẩn bị lễ vật đều đối muội muội có không giống ý nghĩa tần lập minh gật đầu cẩm nhi cũng có sai nhưng là nhỏ dụ trước quá phận tiêu nhiên ngươi trước đỡ nàng dậy mang đến vệ sinh đứng đi, trước xử lý vết thương. Cố Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn xem Điền Tiểu Dụ lên. Điền Tiểu Dụ đối đầu hắn lạnh lùng ánh mắt, tay thật chặt bóp thành nắm đấm. Cố Tiêu Nhiên, Tần Cẩm Nhi cố ý đẩy ta, đem trán của ta đánh vỡ. Ngươi thế mà cái gì cũng không làm. Ta là muội muội của ngươi, ta và ngươi có quan hệ máu mủ. Nàng là ai? Nàng chẳng phải là cái gì? A. À, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Ô ô, đến cùng là dễ hỏng đại tiểu thư, càng gào thét càng hung, càng khóc càng lợi hại, mặc dù như thế, cố tiêu nhiên như cũ thờ ơ, thậm chí không đưa tay, đi kéo nàng một cái, lạnh lùng đến giống như là đối đãi một cái người xa lạ, lầu dưới các đại nhân nghe được động tĩnh, vội vàng chạy lên lâu, xem xét điền tiểu dụ trên mặt đều là máu, dọa đến tay run một cái, làm sao đâu làm sao đâu điền tiểu dụ lập tức hướng hứa tú trân tố cáo ô ô hứa di tần cẩm nhi đẩy ta nàng cố ý đẩy ta ta chảy máu thật là nhiều máu hứa tú trân nghe tiếng nhìn về phía cẩm nhi nàng hốc mắt cũng là hồng hồng nàng không kịp hỏi nhiều như vậy một tay lấy trên đất điền tiểu dụ kéo lên liền lạc lạc đi xuống lầu thôn vệ sinh đứng bác sĩ vương nơi đó điền tiểu dụ đi cố tiêu nhiên đi lên trước lập tức đem những cái kia sách cùng bé con nhặt lên một mặt xin lỗi nhìn xem cẩm nhi thật xin lỗi để ngươi thụ ủy khuất lúc đầu cẩm nhi không cảm thấy mình vĩ khuất cố tiêu nhiên kiểu nói này đầu mũi của nàng thế mà chua chua có chút nghẹn ngào cố tiêu nhiên nhìn xem trong mắt của nàng chứa đầy nước mắt có chút khẩn trương nắm lấy ống quần cẩm nhi ngươi đừng khóc thật xin lỗi đều là lỗi của ta ta không nên để nàng lưu lại cẩm nhi lắc đầu không có việc gì, ngươi không sai. Sai đúng vậy ta, ta quá xúc động. Vạn nhất nàng nếu có chuyện gì, nhà chúng ta phải chịu trách nhiệm, cha mẹ ngươi đối với chúng ta nhà tốt như vậy, tảng đá sự tình, nàng là biết, cho nên cha ta mới có tiền vốn đi trong thành làm khoáng. Cố tiêu nhiên căn bản không có nghĩ tới những thứ này, càng không nghĩ đến cẩm nhi sẽ nghĩ xa như vậy, hắn trắng chặt môi dưới, lỗi của ta. Là lỗi của ta cẩm nhi lắc đầu tần lập huy đều gấp đi lên trước được rồi ai cũng không sai liền lỗi của nàng cẩm nhi ngươi đem bé con nhặt đi vào đi ban đêm không để nàng ngủ ngươi phòng nàng quả thực quá xấu cố tiêu nhiên gật đầu ta lập tức cho mẹ gọi điện thoại để mẹ đem nàng tiếp đi cẩm nhi bỗng nhiên nắm lấy gốc áo của nàng không được người thật tốt đến hiện tại mang theo tổn thương trở về ma ma làm sao giao phó mẹ hắn làm sao giao phó cố tiêu nhiên nhìn xem cẩm nhi chuyện này ngươi không có sai ta sẽ cùng mẹ ta giải thích những chuyện khác để ta giải quyết nói khẽ đẩy mở nàng tay quay người xuống lầu cẩm nhi tiến lên muốn nói điều gì tần lập thanh lập tức nói cẩm nhi để hắn đi giải quyết vốn chính là hắn mang tới phiền phức ngươi còn bị ủy khuất đừng tưởng rằng nàng bị thương nhẹ nàng chính là người bị hại trong nhà nhị ca ca am hiểu nhất giảng đạo lý e quy cực cao. Nghe hắn nói như vậy, Cẩm Nhi cảm thấy có lý, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Sáng sớm nàng liền dày vò ra tới nhiều chuyện như vậy. Tần Lập Thanh nhìn ra Cẩm Nhi vẫn là có tâm sự. Cẩm Nhi, mặc dù cố gia tại chúng ta có ân, nhưng chúng ta cũng không cần thiết để cho mình thụ ủy khuất. Ngươi không có sai, sai là điền tiểu dụ. Tần Lập Minh tán đồng gật đầu, vâng, Cẩm Nhi, lỗi của nàng, cùng ngươi không có quan hệ. Tần Lập Huy cũng cầm bốc lên nắm đấm, mà lại ngươi cũng không phải cố ý, ngươi không muốn tự trách, ta liền chưa từng gặp qua chán ghét như vậy nữ sinh. Thật là quá phiền, Cẩm Nhi đầy bụng tâm sự ân một tiếng, xuống lầu, Tần Lão Thái bên này tới, một mặt nghiêm túc, mấy người các ngươi tới, Cẩm Nhi lập tức đi lên trước, nãy nãy là ta đẩy nàng, cùng mấy người ca ca không có quan hệ, Tần Lão Thái nghe xong là Cẩm Nhi đẩy, một mặt không tin, Ngươi liên sát gà đều không cho, làm sao lại động thủ? Tâm địa thiện lương như vậy nha đầu, làm sao lại có ý định đã thương người? Cẩm Nhi sửng sốt một chút, Tần Lập thanh lập tức đem đầu đuôi sự tình nói cái rõ ràng, còn có điền tiểu dụ lấy tiền ô nhục người sự tình. Tần lão thái nghe xong, tức giận đến tay hung ác vỗ vỗ mặt bàn, nha đầu này thực sự là. Nói xong, nàng lập tức đứng dậy, "Lập Minh, ngươi đi đem cơm kiếm cho đệ đệ muội muội ăn." Ta đi vệ sinh đứng nhìn xem, sữa, ta cũng muốn đi. Cẩm Nhi vẫn còn có chút lo lắng, trôi nhiều máu như vậy, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra. Tần lão thái lắc đầu, không được, ngươi không thể đi, nha đầu này không nói đạo lý. Ngươi đẩy nàng, nàng khẳng định ghi hận trong lòng, vạn nhất nàng vọng động, cho nên ngươi ở nhà ở lại a. À. Không có chuyện, chúng ta tới xử lý. Sữa, ta có phải là làm sai a? À? Tần Cẩm Nhi nhìn xem Tần lão thái, nàng cảm giác mình gây đại họa, thế nhưng là tất cả mọi người chưa hề nói nàng một câu, còn từng cái đều hướng về nàng. Tần lão thái rất hiền hòa cười, ngươi không có sai. Sai là nàng. Mà lại ngươi cũng không phải cố ý, ngươi không muốn tự trách. Ngoan. Chương 159, ta muốn vạch hoa mặt của ngươi. Tần lão thái trên mặt nhi an ủi Tần Cẩm Nhi, trong lòng sâu kín thở dài như thế đứa bé hiểu chuyện đi chỗ nào tìm, đây là bọn hắn tần gia phúc khí, cái này điền gia là tạo cái gì nghiệp, sẽ có như thế vô pháp vô thiên, luôn chiều hài tử. Ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu, tần lão thái đi thôn vệ sinh đứng, tần lập minh lập tức đem điển tâm làm đến ăn, tại nông gia, 10 tuổi hài tử có thể đánh heo cỏ, có thể nấu heo ăn, cho heo ăn còn có thế xuống đất giúp làm việc, cho nên xào chút thức ăn, nấu cái cơm cái gì, thật không phải việc khó. Đại ca xào đồ ăn mặc dù hương vị không bằng mụ mụ tốt, nhưng cũng là không sai. Chẳng qua hôm nay Cẩm Nhi không muốn ăn chút nào, đơn giản ăn hai ngụm. Trùng hợp bên này cao tố lan tới, xem xét trên mặt bàn một cái đồ chua, một cái xào thức ăn chay, còn có bát cháo, một mặt buồn bực, tú trân đâu. Làm sao liền ăn những cái này, Tần Lập Minh nhìn xem cao tố lan, ma ma mang theo điền tiểu dụ đi vệ sinh đứng, thế nào à nha nha đầu kia lại làm cái gì, sinh bệnh, cho nên đây là lập minh làm điểm tâm sao, từng, nhìn một cái ngươi xào đây là cái gì, em gái ngươi đều ăn không đi vào. Các ngươi đợi lát nữa, ta cho các ngươi một lần nữa xào cái trứng gà cái gì, Cao Tố Lan nói, lập tức đi trong phòng bếp muốn làm, Cẩm Nhi lập tức lôi kéo Cao Tố Lan, nhị thẩm, không cần. Ta ăn không trôi, Cao Tố Lan cái này rốt cục nhìn thấy Cẩm Nhi không thích hợp, con mắt đỏ đến giống con thỏ nhỏ, có phải là điền tiểu dụ nha đầu kia khi dễ ngươi, nha đầu này quả thực không có gia giáo, nhị thẩm cho ngươi giáo huấn nàng đi. Không có việc gì a, à? nàng lập tức dỗ dành nhỏ cẩm nhi, cẩm nhi lắc đầu, không có, nhị thẩm ngươi làm việc của ngươi, ta cùng các ca ca ra ngoài tìm khương côn ca ca, hành, trên đường chậm một chút. Lập minh, lập thanh chiếu cố thật tốt muội muội của ngươi, ừm, nhị thẩm tần lập minh cưỡi xe đạp lên xe đi ta biết ngươi muốn đi ngươi không đi ngốc trong nhà cũng là mất hồn mất vía cám ơn đại ca ca tần lập huy cùng tần lập thanh cũng liền bận bịu đi theo sợ xảy ra chuyện gì cùng lúc đó vệ sinh đứng bác sĩ vương nhìn một chút vết thương một chút xíu vết thương nhỏ không có chuyện gì không khâu vết thương sao cố tiêu nhiên nhíu mày hỏi khâu vết thương bác sĩ vương nhìn xem cố tiêu nhiên lại nhìn điền tiểu dụ ta chỗ này không có điều kiện khâu vết thương vậy chẳng phải là muốn lưu sẹo nếu như lưu lại sẹo ngươi phụ nổi trách nhiệm này sao điền tiểu dụ lúc này lại có tinh thần kêu gào trừng mắt bác sĩ vương vênh váo tự đắc trống trống bác sĩ vương lúc này ném trong tay đồ vật ta không chịu nổi trách nhiệm này cho nên ngươi đi ta không y không y bác sĩ vương trong thôn kia là thụ người tôn trọng đột nhiên cho như thế một cái không có lễ phép tiểu nha đầu gào thét gào thét trong lòng của hắn có thế dễ chịu tự nhiên là không thoải mái hứa tú trân lập tức lôi kéo bác sĩ vương tay bác sĩ vương ngài liền xem ở mặt mũi của ta cho nàng trước làm xử lý cái này máu không thể một mực lưu đợi đến kinh đô ta sợ quá muộn bác sĩ vương nhìn xem hứa tú trân hứa lão sư nếu không phải ngươi là hài tử của ta lão sư phân thượng nha đầu này ta là khẳng định không xử lý đi ta xem ở trên mặt của ngươi ta làm tạ ơn ngài bác sĩ vương trở lại liền phải chuẩn bị cầm đồ vật làm kết quả điền tiểu dụ phản ứng cực kịch liệt dừng tay không cho phép làm bác sĩ vương nhìn một chút hứa tú trân nàng lập tức hội ý đi lên trước cố tiêu nhiên cũng minh bạch hai người lập tức đem nàng đè lại điền tiểu dụ gào thét phải lợi hại hơn ngươi cái này lang băm, ngươi có tư cách gì cho ta xử lý vết thương? đem ngươi tay lấy ra, lấy ra. ngươi không xứng, ngươi không xứng. Hứa Tú Trân thật chưa từng gặp qua như thế. Nung Chiều Nữ Hài Nhi thật là mở một lần mắt thấy. đợi đến Cẩm Nhi chạy đến thời điểm, Điền Tiểu Dụ đã cuốn lên băng gạc, mà bên này Cố Tiêu Nhiên an bài xe cũng tới. Cố Tiêu Nhiên cùng Hứa Tú Trân vừa buông lỏng nàng, nàng liền bắt đầu nổi điên đem bác sĩ Vương trên mặt bàn đồ vật toàn bộ ném đi địa, ta nếu là hủy dung, ta muốn ngươi bồi. Bác sĩ Vương kéo nhẹ kéo khóe miệng, cười lạnh, tùy ý nàng khóc lóc ong sòng. Cái gì trong thành đại tiểu thư, hắn nhìn còn không bằng nông thôn đàn bà đanh đá. Cố Tiêu Nhiên lạnh lùng lên tiếng, nếu như ngươi thật không nghĩ hủy dung, lập tức lên xe, về thành bên trong. Nếu không thật không kịp, ta không. Ta không đi. Tần Cẩm Nhi nàng đẩy ta, hủy mặt của ta, ta muốn tìm nàng tính sổ sách. Chuyện này, ta không bỏ qua, nói, nàng nhìn thấy vừa mới ngồi xe đạp tới Tần Cẩm Nhi, lập tức liền muốn nhào tới, vẫn là Tần Lập Huy phản ứng nhanh, lập tức ngăn tại Cẩm Nhi trước mặt, ngươi muốn động muội muội ta. Không có cửa đâu, Điền Tiểu Dụ giống một con nổi giận mèo rừng nhỏ, hung tợn trừng mắt Cẩm Nhi, ánh mắt kia phản phất muốn ăn người cẩm nhi nhìn xem cao hơn chính mình mấy người ca ca nàng nghĩ nghĩ chậm rãi bước đi lên trước trong mắt không có e ngại điền tiểu dụ ta đẩy ngươi kia là ta không đúng nhưng là là ngươi trước làm sai là ngươi quá phận trước đây đối với ngươi tới nói kia là thấp kém đồ vật nhưng là đối với ta tới nói kia cũng là so ta mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật ngươi dựa vào cái gì như vậy chà đạp bọn chúng còn có bọn chúng là thiên kim không đổi nhưng là ta đã đã thương ngươi lỗi của ta ta xin lỗi ngươi thật xin lỗi xin lỗi hữu dụng không vô dụng mặt của ta đã hủy ta hôm nay nhất định phải vạch hoa mặt của ngươi nếu không ta không phục không biết lúc nào điền tiểu dụ thế mà đem bác sĩ vương cái kéo cầm trong tay dương nanh múa vuốt muốn bổ nhào qua cố tiêu nhiên nhìn đến đây bắt đầu lo lắng nghĩ cũng không muốn nhanh chân hướng về phía trước, một phát bắt được điền tiểu dụ tay, buông ra, ngươi thương nàng một điểm, ta tổn thương ngươi mười phần, cố tiêu nhiên, ngươi dám, ta là muội muội của ngươi, buông tay, cố tiêu nhiên rất dùng sức, phản phất muốn đem điền tiểu dụ thủ đoạn bóp nát, điền tiểu dụ rất tức giận, rất tức giận, trừng mắt cố tiêu nhiên, bỗng nhiên giật giật khóe miệng, tốt, ta buông tay, lỏng, cố tiêu nhiên mất tự nhiên thở dài một hơi. Hứa Tú Trân nhìn xem Tần Lập Minh, bọn hắn lập tức hội ý đem Cẩm Nhi hướng phía sau rồi, toàn diện bảo vệ, lại không nghĩ tới. Một giây sau, Điền Tiểu Dụ phút chốc lại vọt ra, tiêu nhiên ca ca, chỉ nghe thấy Cẩm Nhi tiếng thét chói tai. Hứa Tú Trân quay đầu, chỉ thấy Điền Tiểu Dụ cầm trong tay bén nhọn đao, đao chính đâm vào cố tiêu nhiên ngực. Hứa Tú Trân đầu óc một mộng, tiêu nhiên, lái xe tới lái xe cũng hù đến, tiêu nhiên, tất cả đại nhân lập tức vây lại. Điền tiểu dụ một mặt tái nhợt nhìn xem cố tiêu nhiên ngực máu, còn có mình tay, nàng, nàng làm bị thương tiêu nhiên ca ca rồi, nàng không phải cố ý, nàng thật không phải là cố ý. Bác sĩ Vương lúc này gỡ ra cố tiêu nhiên quần áo, xem xét vết thương không sâu, thở dài một hơi, gào to, nhanh, hết thảy mọi người lui ra phía sau. Lui ra phía sau, băng gạt, nhanh. Cầm máu, bác sĩ Vương thê tử lập tức đem băng gạt cầm tới. Bác sĩ Vương lúc này lấy nén phương thức trước cho cố tiêu nhiên cầm máu. Bên này lái xe sốt ruột, người đơn giản xử lý một chút, ta lập tức đưa tiêu nhiên đi trong thành. Chương 160, nhận người thích nhỏ khuê nữ, hứa tú trân gật đầu, vâng, phải đưa trong thành. Bác sĩ Vương đầy mặt tỉnh táo, yên tâm, vết thương rất nhạt, đứa nhỏ này khí lực không lớn, ta trước cầm máu, các ngươi lại cho trong thành khâu hai châm liền tốt. Có bác sĩ Vương an ủi, hứa tú trân âm thầm buông lỏng một hơi mà bên này lái xe cũng rất là lo lắng muốn cho cố tiêu nhiên cha mẹ gọi điện thoại lúc hắn phúc chốc đè lại lái xe tay không cần phó thúc đem điền tiểu dụ mang lên hứa di ngươi cùng ta cùng một chỗ vào thành đợi lát nữa chúng ta đồng thời trở về cẩm nhi lập tức lắc đầu không thể tiêu nhiên ca ca ngươi thương phải có chút nghiêm trọng ngươi phải về nhà nàng thật là lo lắng xấu càng là thật sâu tự trách, đều là nàng hại hắn. Cố tiêu nhiên nhìn xem cẩm nhi, cưng chiều cười, ta không đi. Ngày nghỉ còn sớm, tiêu nhiên ca ca, hứa tú trân tự nhiên biết nói, đi, ngươi bây giờ không cần nói, chúng ta đi trước trong thành nhìn xem vết thương thế nào đi. Ừm, hứa tú trân mang theo cố tiêu nhiên lập tức lên xe, điền tiểu dụ còn giật mình tại nguyên chỗ, một mặt tái nhợt, nàng cũng cho dọa sợ, nàng lúc đầu chỉ muốn vạch hoa cẩm nhi mặt, nơi nào hiểu được sẽ làm bị thương đến cố tiêu nhiên. Cố tiêu nhiên là cố gia con một, cố gia trên dưới đều rất bảo bối, mà lại cố gia quyền thế ngập trời. Mẫu thân liền cùng nàng nói qua, cùng cố tiêu nhiên quan hệ tốt, trong nhà làm việc cũng thuận tiện. Hiện tại nàng đem cố tiêu nhiên làm bị thương, mẫu thân biết, nhất định sẽ mắng chết chính mình, đại di cũng sẽ không thích mình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cẩm nhi thấy điền tiểu dụ còn ngẩn người, nắm lấy nàng tay, lên xe. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì, ngươi thật muốn hại chết tiêu nhiên ca ca sao. Điền tiểu dụ dứt bỏ cẩm nhi tay, còn không đều là bởi vì ngươi, tần cẩm nhi, ngươi chính là tai tinh, ai cùng với ngươi, ai liền phải không may, đầu tiên là ta, lại là tiêu nhiên ca. Ngậm miệng, cố tiêu nhiên nhất không nghe được ai nói cẩm nhi là tai tinh, không để ý vết thương trên người, liền phải xuống xe vẫn là hứa tú trân đem hắn đè lại, cẩm nhi, lên xe. Điền tiểu dụ lên xe, cẩm nhi cũng không nghĩ chậm trễ thời gian, lập tức ngồi lên xe, điền tiểu dụ lúc này mới chậm rãi lên xe, cố tiêu nhi ngồi ở giữa, hứa tú trân ngồi ở phía trước, cẩm nhi cùng điền tiểu dụ đều viện cố tiêu nhiên tay, cố tiêu nhiên lại là mười phần mâu thuẫn, chán ghét trừng mắt điền tiểu dụ, đợi lát nữa phó thúc sẽ đưa ngươi về thành, ta không trở về. Tiêu nhiên ca ca, ngươi không muốn chọc giận ta, ta thật không muốn thương tổn ngươi, ta nghĩ vạch hoa cẩm nhi mặt. Thật xin lỗi, đều là bởi vì nàng, ngươi mới như vậy, điền tiểu dụ dắt cuốn họng khóc, cố tiêu nhiên hung tợn trừng mắt nàng, ngươi nếu như không nghĩ để cha mẹ ta biết chuyện này, như vậy ngươi liền cho ta trở về. Nếu không ta lập tức nói cho cha ta biết mẹ, là ngươi đâm ta, hiển nhiên, điền tiểu dụ rất sợ hãi cố gia biết chuyện này kỳ thật cố tiêu nhiên cũng minh bạch, vì cái gì Điền Gia đem Điền Tiểu Dụ đưa đến cố gia tới, nó mục đích phi thường rõ ràng, cho nên hắn mới có thể giữ Điền Tiểu Dụ cái này uy hiếp, đem nàng đuổi đi, nếu không, ngày nghỉ này thật không yên ổn, tốt, ta trở về. Ta về, Điền Tiểu Dụ nhìn chầm chầm cẩm nhi, trong đôi mắt mang theo bén nhọn đau, phản phất muốn đưa nàng sinh sôi lăng trì. Đến trình nhất trạch phụ thân chỗ bệnh viện cẩm nhi xuống xe liền cho trình nhất trạch gọi điện thoại bên này bệnh viện người lập tức liền đến tiếp cố tiêu nhiên cùng điền tiểu dụ trình cha cẩm nhi còn là lần đầu tiên thấy dáng dấp phi thường soái khí ôn hòa nhìn xem cẩm nhi liền cùng nhìn nhà mình khuê nữ giống như trước kia liền nghe hắn mẹ nói tần da nhỏ nữ nhi bảo bối nhu thuận đáng yêu thật đúng là a à. tiêu nhiên tổn thương không có cái gì bên này bác sĩ cho ta hồi phục chẳng qua muốn treo nước giảm nhiệt một chút các ngươi ban đêm liền lưu tại bên này, trình cha càng xem là càng thích, cẩm nhi nhìn xem trình cha, trình thúc thúc, tạ ơn ngài. Ta ở đại cửu nhà liền tốt, đại cửu lập tức liền tới đây, nhất trạch ca ca có ở nhà không, ngươi nhất trạch ca ca ở nhà, nghe xong ngươi đến, nhưng cao hứng. Trình cha cười hít mắt hai mắt, cẩm nhi nhẹ gật đầu, hứa tú trân lúc này đang ở bệnh viện bên trong chạy thủ tục, trình cha nhìn xem trên lệch thời gian không nhiều, cẩm nhi, cùng thúc thúc đi ăn cơm ngươi nhất trạch ca cùng mẹ ngươi đợi lát nữa trực tiếp liền đến tiệm cơm về phần tiêu nhiên cùng cái kia tiểu muội muội đợi lát nữa chúng ta đem thức ăn từ tiệm cơm đánh trở về cẩm nhi sờ sờ mình trống rỗng bụng giày vò cho tới trưa nàng xác thực còn chưa có ăn cơm có chút đói có chút xấu hổ nhìn xem trình cha gật đầu tốt tạ ơn trình thúc thúc khách khí cái gì trình cha nắm cẩm nhi tay liền hướng tiệm cơm đi trên đường gặp không ít trình cha đồng sự từng cái đều toàn cảnh là kinh ngạc ai nha lão trình ngươi cái kia nhặt được khuê nữ dáng dấp thật đáng yêu a à. trình cha một mặt tự hào nói đây là nhi tử ta tiểu muội muội vậy khẳng định đáng yêu nói thật giống như thật là ngươi nhà khuê nữ ta cũng không có nghe trình tẩu nói ngươi nhà có cái tiểu muội muội kỳ thật đồng sự từng cái đều là ao ước bởi vì trình nhất trạch khỏi bệnh hiện tại cũng tiền đồ còn muốn kiểm tra kinh đô y học thủ phủ, hiện tại còn sách ra tới như thế một cái đáng yêu nhỏ quê nữ, đây là muốn hâm mộ chết người. Trình cha buồn cười cười, thật sự là nhi tử ta tiểu muội muội, chẳng qua là không phải nhà ta, là lão Tần nhà. Nhỏ quê nữ, ngươi tên là gì a? À? Ta gọi Tần Cẩm Nhi, xinh đẹp di di. Cẩm Nhi thấy A Di thực tình thích nàng, nàng liền nói ngọt một chút, bởi vì các nàng thích những cái này dễ nghe lời nói các nàng thích nàng nàng cũng liền thích các nàng để các nàng cao hứng một chút cũng không có cái gì không tốt huống chi những cái này di di đều là thiên sứ áo trắng người đều phi thường tốt nữ bác sĩ nghe được tâm hoa nổ phóng trong lòng càng là yêu thích từ trong túi móc ra một viên chocolate liền cho nàng a di di hôm nay cũng không mang cái gì khối này bạch chocolate cho ngươi tiểu bảo bối ngươi thật là ngoan cẩm nhi cầm chocolate trong lòng mừng khấp khởi tạ ơn xinh đẹp di di, thật ngoan, trên đường đi, Cẩm Nhi cùng Trình Cha đều đang đánh chào hỏi, hơn nửa ngày, lúc này mới đi đến nhà ăn, đến thời điểm, Trình Nhất Trạch cũng đến, hắn vội vã đi tới, Cẩm Nhi, ngươi không sao chứ, Cẩm Nhi nhìn xem Trình Nhất Trạch dáng vẻ khẩn trương, ta không sao, là tiêu nhiên ca thay ta cản một đao, nghe lời này, Trình Nhất Trạch tay liền không khỏi bóp thành nắm đấm, quả thực quá mức, chuyện này không thể dạng này tính. Trình cha lập tức trừng mắt trình nhất trạch, xúc động như vậy làm cái gì? Đối phương cũng là tiểu nha đầu, ngươi còn có thể lấy lớn hiếp nhỏ, cha, trình nhất trạch nhìn xem cản đường trình cha, không quá cao hứng, trình cha lôi kéo trình nhất trạch ngồi xuống, cẩm nhi bụng đều ụt cục gọi, ngươi điểm đồ ăn đâu? Ngươi muốn đem nhỏ cẩm nhi cho đói chết sao? Trình nhất trạch sửng sốt một chút, lúc này mới lập tức kịp phản ứng, lập tức đi thúc giục. Cẩm nhi sâu kín thở dài một hơi, trình thúc thúc, ngươi nhất định rất mệt mỏi đi. Nhất trạch ca khẳng định không phải một cái nghe lời tốt bảo bảo, giang tiểu ngũ nhất định không có cho người ta quản quá, xem xét liền không nhận quản.